gì hết. Mọi người yên tâm, hôm nay set lên livestream chủ yếu là giới thiệu nhà mình. Dạ có 7 phòng cho xe. Dạ chủ nhà dễ thương lắm, vui tính nữa. Dạ giờ mình đi một vòng, mình tham quan nhà nha bà con. Ai có nhu cầu inbox cho set nha. Đi ha. Đây đây là cái living room nha. Bây giờ mình đi qua đây luôn. Rồi đi vô đồng rồi. Dining room out. Em không sao nha cả nhà. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá, dù có vấp ngã vẫn mong còn răng. Còn răng là còn ok. Dạ còn ok là chúng ta còn đi tiếp nha cả nhà ơi. Dạ mình bước vô tới luôn đây nè. Đó đây. Dạ phía bên tay trái là phòng chữ thiên. Dạ phía bên đây là phòng chữ địa. Dạ hai phòng trống hết nha quý vị nha. Bao luôn nha. Gọi liền nha là sẽ có giá tốt hữu nghị nha. Còn bây giờ đây, còn đây dạ là phòng. Bây giờ quý vị cái gì vậy? Cái chụp hình. Ủa? Ủa ông đang quay livestream hả? Trời ơi sao kỳ vậy ông nội, tôi đang tắm không chui vô đây làm chi? Tại sao vậy bà Hồng? Hả? Cái này là cái toilet của khách mà. Tại sao bà phóng vô đây là sao? Nè. Tại sao toilet của bà không xài trong phòng bà? Tôi nói cho ông biết nha, cái toilet của tôi nó bị hư. Tôi nói ông sửa nhiêu lâu rồi, ông có sửa đâu. Giờ bắt buộc tôi phải đi vô đây tôi tắm chứ sao? Tôi thích không sửa đó, làm gì tôi? Giờ ông sửa hả? Ý ông là ông để ông rình rập ông vô đem chiêm ngưỡng sắc đẹp của tôi hả? Ông đưa cái sắc đẹp của tôi cho cộng đồng mạng người ta coi thân thể tôi phải không? Ôi, bà có cái để coi sao? Bớt tự tin lại đi Hồng ơi. Trời ơi đây nè, hồi nãy nha tôi đang livestream 102 người, người ta phóng vô người ta thả tim. Bây giờ bà dòm đi. Còn có 2 người thôi mà người ta thả phẫn nộ kìa bà nội. Cái gì? Cái gì? Người ta thả phẫn nộ hả? Kệ người ta đi, tôi đây là tôi mới phẫn nộ ông nè. Đủ cái thứ dâm dạ. Tự nhiên cái đi vô phòng tắm của người phụ nữ tính rình rập sắc đẹp của người ta rồi. Ê, 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 nói nữa. Nè, nói là nha, không có dùng tay chân nha. Bà làm gì vậy? Ha? Bà làm gì vậy? Ha? À. Nhìn bà đi. Tôi đang quát lông mày được không? Bà... Ây da, lông mày hả? Ôi trời, ôi trời, đã nha, đã. Ê, cái này đau nha, đau nha. Hai cái này đau nha. Ông làm gì ông nhìn tôi dữ vậy? Thấy đẹp quá chim ngưỡng. Giờ chưa bao giờ thấy con quỷ xuất hiện hả? Ông là con quỷ, người ta mới dán bùa đó. Tháo xuống ngồi. Từ từ ta tháo. Ê, trời ơi. Cái gì vậy? Ông thành dị nhân rồi. Là sao? Tự nhiên con người có hai chân mày, thêm chân mày chính giữa nữa. Trời ơi, ông lại giờ tôi giống bao công hả? Thì đó. Con mẹ này thiệt. Lấy gì xuống luôn coi. Từ từ. Ồ. Gì nữa? Có đâu đẹp. Ê, tôi thấy ông để đâu hộp á. Dẹp đi. Ông để đâu đi? Để đâu cho người ta biết ông đàn ông, ông hiểu không? Cái gì vậy? Cái bữa vợ tụi ông á chơi thân nhau, đi chung ra đường người ta tưởng hai chị em không à. Thế ra Phước Độc Thọ, ê Chúc Lam Chúc Linh kìa. Chúc Lam Chúc Linh nào cái tướng nhà ông? Tôi tưởng tượng. Thôi ghê quá. Càng nói tôi càng bực cái con mẹ Hồng này. Sao bực người ta đi tới đây, người ta du lịch mấy tháng, người ta về có gì đâu phải bực người ta. Người ta nói bà là không phải là bà làm, không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Đừng có nói xấu người ta vậy. Tôi không hề nha. Tôi đã từng nghe bà nói điện thoại với bạn của bà rồi. Ừ. Bà qua đây là cố tình là coi như là kiếm phi công trẻ đó, quen Mỹ. Quái Mỹ. Mẹ này mẹ Mỹ. Không mà sao ông mua bà đi, ông mới bà với ông cũng thấy hợp mà. Thôi dẹp, bỏ nha. Cái con mẹ đó là xui chưa từng có. Từ ngày mà bà xuất hiện tôi nói thiệt á, ám phòng của tôi nha, lúc nào cũng có khách đầy đủ hết. Từ ngày bà xuất hiện bà dọn vô cái nhà tôi ở, tôi nói thiệt á, khách mà nó rụng như là sung vậy. Bây giờ chỉ còn có một mình thằng Tommy nó ở trong nhà thôi. Mà thằng Tommy nó mà đi nữa là tôi chết luôn trong coi. Dạ thưa bác con đi nha. Dạ rồi ông đi chết đi, nó đi kìa. Trời ơi ông thấy không, xui là cái lúc nó xui là như vậy. Cái gì đâu mà nói cái lẫn liền. Tommy ơi con đi đâu vậy con? Dạ thì giờ bây giờ ba mẹ con nó dịch quá thì con phải về con ở với ba mẹ, rồi khi nào mà hết dịch thì con quay lại đây nha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Coi như là giờ chỉ về bên gia đình ở chút xíu rồi. Dạ. rồi hết dịch lại về ở dạ, với bác đúng không? Tạm chú thôi. Rồi hứa với bác nha, quay lại đi. Dạ dạ. Discount cho 2 tháng. Trời ơi dạ con cảm ơn bác. Ừ. Nói nghe nè, gỡ cái mask xuống cho bác coi cái mặt nhìn cái nó đỡ nhớ đi rồi đi đâu đi. Không được bác thông cảm, tại ba má con bắt là phải vậy nè. Về gặp là cũng phải vậy nè. Đúng vậy là không đúng rồi, chỗ này toàn ông nhìn tôi được rồi. Trời ơi, thôi không cho giờ mặn thôi, ôm cái đi. Dạ. Dạ. Ờ là mình giỏi nha. Cái gì vậy ông nội? Anh nói ôm, ông nói ôm, tôi tưởng ôm tôi. Ông coi nha.
lúc nào cũng chờ tôi hớ hên rồi lợi dụng chiếm đoạt tôi à. Tôi đâu có biết được ông thích cái đầu ông dạ, dạ thôi xin phép hai bác con vô con lấy mấy cục tạ con để ra xe rồi con đi luôn. Dạ. Thôi nó nghe nè không mày con ở đây nói chuyện với bác xã đi để bác vô bác lấy mấy cục tạ cho con. Ờ nổi không vậy ông này thì có bạn bè bao nhiêu mấy chục năm rồi mà lúc không lúc nào tin tưởng tôi hết á. Thôi không phải trời ơi ông tập dưỡng sinh người ta tập tạ tạ nó 50kg không đó. Dạ tạ nặng lắm tạ nặng lắm yên tâm trời ơi cục 100kg bác còn dở được nó huống chi phải không ba vừa ba nổ vừa thôi đâu ra 100kg ba bữa ba có cục ký ông tập xíu uống xỉu rồi đó ra 100kg nè nhìn cái mặt hai người lại như không tin tôi đúng không. Không phải ý đó bác mà bây giờ sao bác chứng minh luôn nè ngon gồng tay với bác gì? Ngon thì gồng tay với bác thôi ông ơi gần tết rồi đừng có cố nè xả cái gì xả lúc nào cũng vậy xả ngồi xuống đó ngồi xuống mà nhìn xét tôi lo cho ông thôi lo cái gì mà lo này xuống đây gồng tay hả bác mày mà không gồng với là bác giận luôn mày múc mày xin tới nhà mày xe tao không cho nữa con gồng đi con rồi hay quá tôi làm gồng tay nha rồi xả đếm đi rồi rồi 1, 2, 3 nha ủa tôi mới nhấp mà xuống luôn rồi cái gì ông có biết đếm không vậy ông nội tôi đếm 1, 2, 3 đó ông đếm 1, 2, 3 đếm vậy rồi ai mà chuẩn bị cho kịp đếm tới 1, 2, 3 ta phải cho nhịp để người ta được o sát đồ này nọ rồi, chứ chậm đúng không biết vậy thì đập từ 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 chứ rồi. Làm lại được dạ, không dạ dạ được, chứ dạ, còn dạ. Như vậy là bác thua là bác không có chịu bác dạ không dạ không dạ dạ con không? Hiểu đúng con không? Hiểu rồi giờ tập trung nha đếm đàng hoàng ha phải đàng hoàng rồi. Chuẩn bị chưa dạ rồi 1, 2 đâu ông nội 1, 2 ra Phước Ngọc Thọ được mùa quà Tết rồi đếm 3 luôn ngồi xuống cho tôi tưởng ông thích cái gì ông lúc nào cũng vậy tại cái ông nội này ông nội cuộc đời của bác lúc nào cũng bị ông ám á hết bà Hồng là tới ông ông ấy bây giờ bắt còng hai tay luôn đi cho bác dễ ha thôi không chơi nữa đâu ủa sao vậy bác bạn sao vậy bạn sao vậy mày nghe nó nói không thì đúng rồi đứa con trẻ nó chấp ông hai tay đúng rồi này kính lão đắc thọ mà không dám đâu cái đó là một sự sỉ nhục nghĩ sao mà tự nhiên giờ chơi gồng mà giờ nói gồng tay tôi chơi gồng hai tay vậy chơi làm gì nữa giờ không gồng đúng không còn không ơi con khỏi chấp đi không khỏi chấp khỏi chấp khỏi chấp khỏi chấp ổng luôn không nhưng mà hai tay cũng được con kính lão đắc thọ đó ờ dạ dạ rồi dạ rồi mấy bánh tráng ông lật ghê lắm ngồi vô ngồi nè này là chuyện của tôi với thằng Tommy dạ không dạ dạ rồi cho bác hai tay ạ à? Dạ, hai tay được phải không dạ được dạ được nhưng mà nó nghe giờ mình đừng chơi vậy mình chơi vậy nó thấy nó thường lắm dạ bây giờ để xuống vậy đi rồi để như vậy ha rồi 1, 2, 3 là bác kéo lên được luôn hả bác được không, được không? Để được mà không? Bác ăn được đi dạ còn nếu mà bác thua mày muốn sao cũng được dạ chơi không dạ chơi 1, 2, 3 nó không lên luôn đó nó không lên từ từ nó lên nó không lên nó từ từ lên có thấy nó lên đâu nó lên nè đừng cố quá bạn ơi đó nó lên đó đó cố quá nó lên trời ơi bác rồi có khỏi năng quanh nha mở rồi con bạn ơi tôi hận không sao hận tôi hận thằng Tommy sao vậy trời ơi lớn tuổi mà nó không nể nang người có tuổi gì hết trơn cái này là ông nha tôi đã nói không nổi thằng nhỏ đừng có gồng nha này ông cố nha ông cứ nói riết làm tôi không có chuẩn bị tinh thần mới thua thằng nhỏ thôi rồi đó tại tôi thôi đứng lên đi tôi gỡ lên hận không thôi đừng có hận nữa mệt ghê luôn á đó ta yếu ra gió còn ba yếu rồi đi đổ thừa không à lên ghế ngồi đi lên ghế ngồi đi khổ tâm quá thôi mà không có giận nè giận cái gì ông đừng có đứng gần tôi nữa kìa qua đứng với thằng Tommy kìa thôi bác ơi bác cho con xin lỗi thì con không cố ý mà. Con đừng có xin lỗi gì nữa hết á mai mốt đừng có quay về đây mướn phần bác nữa thôi mà bác thôi cho con chuộc lỗi đi bác mày chuộc làm sao bây giờ vậy con để lại tạ hết cho bác tập luôn nha tao hận mày thêm thôi bây giờ tạ bác không chịu bây giờ con chuộc lỗi cách khác cái gì giới thiệu ghệ sao phải không chịu chịu ơi mày nói thiệt hả à? Dạ thiệt được không con định giới thiệu ai gì ừ Tư nữa. Dạ có gì Tư trời ơi gì Tư được đó gì chồng con gì chưa chưa luôn chồng trắng thôi chưa quen ai luôn chưa trời ơi ông hên quá còn trong trắng kìa cái gì ông lẹ cuối đời tôi hốt kinh nữ
Trời ơi. Hình có hình luôn á. Dạ. Ôi. Ôi. Ôi đẹp thiệt ha. Ôi. Thì tôi cũng đẹp quá. Dạ. Rất ưng không? Nhìn thấy cái mỏ. Căng cái sợ. Tôi nghe nè. Cái gì? Thấy không đẹp, đẹp. Đẹp à? Đẹp công nhận đẹp. Làm má bo là được đúng không? Bo chịu á. Đẹp bo chịu. Thôi. Được. Nói nghe nè. Dạ. Em nói nghe nè. Không là giờ không có cái liên quan gì trong cái gia đình này hết. Em qua kia đứng đi. Thôi. Qua đây đứng với Dược. Dạ. Trời ơi, có gái bỏ bạn. Không. Thiệt, cái này gia đình ta mà. Nói nghe nè, con gọi cho dì Tư. Rồi nói với dì Tư là khi nào mà qua Cali là ở lại nhà của Dượng luôn. Dạ, chắc chắn con sẽ gọi. Trời ơi, dì con dễ thương lắm. Dạ. Nhưng mà cũng tội là hơi yếu, lúc nào cũng phải trong bệnh viện hết trơn á. Sao vậy? Dạ, bác biết sao không? Năm ngoái vừa rồi là mới phải trải qua một cái đại phẫu. Trời ơi, tội nghiệp quá. Người đẹp mà tôi nói con bị cũng đại lắm. Phẫu nữa ha. Dạ. Bị cái gì mà đại phẫu với vậy con? Dạ, chuyển giới. Được đó, tôi thấy hợp. Tối về hai chị em dành đầm vui mà. Có gì đâu phải đắn đo. À. Có gì đâu, thì trước khi là dì Tư nói là cậu Tư. Đúng rồi, cậu Tư đó. Đó, cái nét thích cậu Tư. Nhà con có... Bà nói đi. Gì? Ý của bác là... Dạ. Thấy bác vậy đó. Dạ. Bác là bác thích gái thiệt. Dạ. Còn gái giả là để dành cho cha nội này. Hiểu không? Dạ, hiểu. Thôi à... đi con. Mình đi mà chạy máy bay. Dạ, đúng rồi. Chào con xin phép bác con đi. Dạ xin ừ. Chào bác con đi nha. Dạ rồi. Hết dịch rồi về đi thăm bác nha. Dạ. Đi mạnh khỏe cho tấm mày. Nói trời chứ nãy giờ giỡn ông cho vui thôi, hôm nay ông cuối cùng ai cũng bỏ ông đi hết. Bạn ông còn mình tôi à. Không. Tôi cũng phải là bạn của ông. Ủa sao vậy? Ông cũng phải là bạn của tôi. Sao vậy? Kể từ bây giờ nha, ông đừng bao giờ bước qua cái nhà này nữa. Hiểu không? Tôi có lỗi gì đâu. Never see you again. Anh nghe tụi mày ơi. Anh Bo. Ừ. Ừ anh Bo, nãy em đi gấp quá, em quên chào anh thôi. Em chào anh rồi em đi luôn nha. Ok em, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh, mà khi nào anh với chị Hiền đám cưới là phải gọi cho em đó nha. Ừ, anh nhớ rồi. Bye. Dạ, bye anh. Ba. Tommy nó nói Hiền lấy ai vậy? Bởi tính Tommy rồi, nó chuyên gia, nó gán ghép người nãy người kia mà. Cái có Hiền gì đâu. Mà nó ghép đứa nào là dính đứa đó. Hôm bữa ghép ba với cô Hồng. Mày đừng có nói bà Hồng với tao nữa nha. Tao là tao kỵ rơ bà Hồng nha, tao không có thích nghe cái chữ bà Hồng nữa nha. Con Hiền nó dễ thương bao nhiêu là cái con mẹ đó thấy ghét lấy nhiều. Tao không có ưa bà. Nhưng mà con không biết làm sao ba cứ kỵ rơ cô Hồng mà không có làm gì ba đâu trời. Sao không kỵ rơ? Bà quá ảnh hưởng đến cái cuộc đời của tao. Chuyện gì ba? Ba mày tên gì? Ba mày tên Xét. Đúng không? Rồi đó, bà không biết tiếng Anh thì thôi á, học ở nhà rảnh rỗi đi học English đi. Không có phát âm kêu xét. Trời ơi, mình tên Xét có một chữ X à. Qua cái mỏ của bà ba chữ X đắt cơm. Gì ghê vậy? Bà kêu xét. Người ta hiểu lầm. Mà cái thói qua đây du lịch, mình phải học theo cái Mỹ, cái văn minh đồ này nọ. Qua đây mà ở như Việt Nam vậy, tự nhiên đang là làm đồ ăn cái thiếu mắm, đường, tiêu, tỏi, bột ngọt vậy, phóng qua hàng xóm gõ cửa đung. Rồi mượn đồ của người ta. Không thấy đúng mà ba, dù mình không có đồ thì mình qua hàng xóm mình mượn, có gì đâu mình trả lại. Dạ, đó là hàng xóm Việt Nam. Hàng xóm Mỹ, nước mắm đâu mà cho mượn. Quên. Mà chưa hết, bà qua, bà đập cửa nhà thằng Taylor. Rồi bà kêu, hit me, set over there. Ồ luôn hả? Thằng quỷ thằng Taylor đâu biết mẹ gì hả? Vừa nghe kêu hit set, gọi xuống cảnh sát 911. Nguyên một cái đồn nó thiệt, không phải cảnh sát thường nha. Nguyên một cái tập đoàn SWAT nó ập lên nhà mình. Tao mới vừa đẩy cái xe vô driveway thôi. Nguyên một đám nó ập tới hốt ba xuống dưới đồn, một cắt cỏ dưới đó luôn. Rồi một ngày nào đó mày về đây mày sẽ không có thấy ba ở trong cái đồn cảnh sát nữa. Mà ba sẽ ở trong. Ba không ở trong đồn cảnh sát chứ ba trong đồn gì? Tao không ở trong cái đồn cảnh sát thì ở trong cái bồn tắm chứ ở đâu. Ba sẽ giết ba rồi ba bỏ thi thể ba vô trong bồn tắm. Ba... Tao nói cho mày biết, mày phải suy nghĩ cách. Một là bà Hồng đi, hai là tao đi.
Mày đi đâu? Cái đồ cho bà đi. Tao lấy. Lấy chỗ mày giỡn. Giỡn. Giỡn cái gì? Tao nói cho mày biết, tao nói thiệt. Lần này mày phải suy nghĩ, tìm cách đuổi bà Hồng đi cho tao. Ba, ba, nhìn con nè. Dây. Ba có thương con không? Có một mình mày không thương mày chứ không lẽ giờ tao thương ai? Dạ, nếu mà thương con thì phải giúp con chuyện này thôi. Ba cho một tuần lễ thôi. Ba biết tính của cô Hồng á, tính cổ là cứng rắn. Giờ ba nhịn cổ một chút rồi mình hướng cho cổ phi mỹ nè, nhẹ nhàng mà nết na như ba vậy đó. Gì đó, mày khùng như phải không mày? Tự nhiên bị tả ba mày riết, tao tưởng là tao là con bánh bèo luôn á. Tao nói cho mày biết, bà Hồng á là thân thiệt, tao chưa thấy một cái người đàn bà nào mà bê bối như mà ba dọn không có vừa ý ba. Nhà là nhà của tao, hiểu không? Tao muốn để đâu là chuyện của tao. Thì giờ con mới xin ba đó một tuần lễ rồi ba làm cho cổ. Một tuần là mày biết, mày chắc chắn là ba sẽ thay đổi không? À, nếu mà cô Hồng không thay đổi thì ba cứ làm theo cách của ba, cho cổ đi luôn, cho em Hiền đi luôn. Mày nói nha. Dạ. Điều. Dạ. Một tuần nha mày. Vì mày thôi. Dạ. Đây. Cảm ơn ba. Giờ đi làm nha. Ba, ba làm vậy nguy hiểm lắm đó. Ba sợ đâu, ba để sẵn rồi, xì tốt. Ba làm quá à, mà chuyện gì vậy ba? Con lật đật con đi rồi con quên đem theo cái hộp đồ ăn trưa nè, ba chuẩn bị sẵn rồi. Con quên luôn. Sữa. Sữa. Trong có trái cây sẵn. Dạ. Cá xeo mình là ba lấy xương ra hết rồi. Con trai của ba là giờ chỉ có như là mở miệng ra rồi cái nhai đớp thôi. Quá kỹ luôn, cảm ơn ba nha. Quan trọng. Gì nữa ba? Đi đứng nằm ngồi là phải lấy xịt xung quanh hết, dùng hết sanitize cho ba. Dạ. Giữ gìn sức khỏe cho ba. Dạ. Nghe không? Dạ. Thiệt luôn á, ba chăm sóc con vậy, con nghĩ là mẹ ở trên cao, mẹ nhìn thấy như vậy sẽ rất là hạnh phúc luôn đó. Ui, đi ăn đi. Dạ. Công nhận ba lớn tuổi mà nhanh thiệt ha. Mới đây là vô nhà liền luôn đó. Ba đây để con. Ủa ba, sao ba vô đây vậy? Cho ba coi gian đi ra chợ Thượng Phát. Rồi xe ba đâu? Cho chú xã mượn đổi. Lát nghe cháu ba vậy. Mày yên tâm, cả bộ xa này ai không biết ba. Mà xin ai cũng cho đó. Đi đi. Rồi đi. Alo. Dạ anh sếp hả? Dạ sao anh? Dạ. Dạ em có mua cá cho anh rồi đó anh. Dạ em mua mấy con cá bự ngon lắm, em có gì em chiên cho anh ăn. Sao anh đổi ý hả? Anh muốn ăn cá nhỏ hả? Thôi anh sếp à, anh phải thông cảm, bây giờ cái mùa này là mùa Covid, đâu phải cứ muốn đi chợ là được đâu. Bây giờ tôi không biết đường biết xá gì hết trơn à, mà giờ con Hiền nó đi làm rồi, rồi bây giờ rồi, sao tôi đi chợ được. Sao? Ý anh là dạ, dạ anh muốn ăn cá nhỏ. Dạ, dạ, dạ được anh. Dạ, dạ anh muốn cá nhỏ, có cá nhỏ anh. Trời ơi, tôi xe phạm mà, chứ đâu phải là tôi làm con sen của ông đâu. Trời ơi, tôi nói thiệt cho ông nghe, tôi bực ông lắm rồi đó. Ở nhà này riết hả, ông muốn nói tôi gì nói, ông muốn bắt tôi làm gì làm à. Thứ gì đâu á, thiệt tình luôn á. Mình ở đây mà mình chân ướt chân ráo qua đây mình có biết gì đâu. Đi đâu mà đi mà đi mua cá cho ông. Cá đâu, cá nhỏ đâu ra. Trời ơi, tôi biết làm như dễ có cá nhỏ lắm vậy trời. Thứ gì đâu á. Nhỏ đâu ra. Hello. Welcome back to con vô chợ giàu nha. Thật sự á, các con biết không, cô là cô không muốn đâu, tại chủ con đòi quá nên cô bắt buộc cô phải làm tụi con luôn đó. Mình nằm ở trong chợ giàu mặt mày phải hiền lành dễ dãi nha con. Chứ đừng có khó như cái mặt ông chủ con nha. Cái mặt ông chủ con khó ưa dữ lắm. Nè. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng, cơm tấm kali, cho ăn cơm hẩm cho qua nhà người.
Ờ quên đi chứ, cá này cá ở Mỹ, là mình phải nói tiếng Mỹ thì nó mới hiểu. This is Gigi. Get up. Mẹ. Tao mới về. Nè, dạ. Mày mà không phải con tao, tao bỏ vô chảo dầu tao chiên luôn rồi đó. Mẹ. Chú hồn luôn à. Thơm quá mẹ ơi. Thơm xong thơm. Mẹ mua cái đâu vậy? Mẹ lấy trong hồ. Hồ nào? Thì cái hồ ngoài phòng khách đó. Trời đất ơi. Cái đó là cá kiển, làm sao mà ăn được hả mẹ? Thì mình nuôi con gì mình ăn con đó được mà con. Không có được. Thì bây giờ mẹ làm cái này cũng giống như trong mấy cái nhà hàng tươi sống có cái hồ xong mình bắt vô mình chiên thôi. Nhưng mà là cá của chú Xét mà là tài sản của chú Xét thì chẳng khác nào là mẹ đang phá hủy tài sản của chú. Vậy là chú sẽ kiện. Kiện lúc đó mẹ đi tù. Trời ơi. Mẹ đi tù đó con. Mẹ đi tù. Sao mẹ? Con ơi con, nếu mà rủi mà chuyện này có xảy ra thật sự á, nếu mà đi tù á, nhớ chọn cho mẹ một cái tù có đàn ông ở trong đó nha. Mẹ thích vô đó nó mới vui. Hại mẹ giờ này mà mẹ còn giỡn được nữa hả? Chú mà biết á. Giỡn cái gì? Mẹ nói đến nỗi lòng của mẹ là sự thật như vậy mà. Mẹ hả? Bây giờ phải sao bây giờ ta? Bây giờ con sẽ ra chợ kiếm mấy con cá giống như vậy con đổ vô hồ. Được còn đúng. Mẹ ở nhà xử lý mấy con cá này. Không thôi chú Xét mà thấy á, chú sẽ đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà đó. Rồi mẹ biết rồi. Con đi đi chú. Rồi con đi đi, để đó mẹ lo mà, mẹ biết. Trời ơi, chắc tôi phải sám hối quá. Hồi ăn cá nhỏ, cô phải chịu cá nhỏ. Nên hôm nay, cô xin sám hối với tụi con. Tụi con nghe bài kinh này của cô, rồi tụi con kéo nhau bày đàn đi siêu thoát giùm cho cô. Thực ra, cô cũng ăn năn lắm rồi. Cô xin sám hối với tụi mẹ! Con. Giật hết cả mình à. Nè, bây giờ mọi chuyện sao rồi? Con giải quyết xong hết rồi. Trời, xong hết rồi hả con? Trời, mẹ cảm ơn con nha. Sao mà con làm sao nhanh quá vậy? Cũng may á, là mỗi ngày con đều đếm cá trong hồ, cho nên là thiếu con nào con lắp vô con đó liền. Trời, sao con rảnh quá vậy? Tại vì con biết thế nào cũng có ngày hôm nay á. Vậy thì mai mốt nè, con đi hết cái nhà này, con đếm hết toàn bộ nội thất của ông Xét giùm cho mẹ đi. Bàn ghế tủ giường đếm giùm cho mẹ luôn đi. Chứ vậy? Trời ơi, có nhiều lúc mẹ giận lên cũng không chừng có ngày mẹ đốt nhà ông luôn đó. Mẹ tức trong người là mẹ đốt à. Mẹ bị xì chết với ổng luôn á. Mẹ không chịu nổi luôn á con ơi. Mẹ. Cái tính mẹ rồi, khi mà mẹ nóng tính lên là cái gì mẹ muốn đập đúng không? Cái gì mẹ muốn đập hết. Cái gì mẹ muốn đập hết. Trời ơi, đang bực mình mà ai điện thoại cho tôi vậy trời. Khỏi nha. Điện thoại đó của mẹ á. Oh no. Oh no. Trời ơi, con ơi. Nó banh tay lông cái máy ra luôn rồi. Trời ơi, bây giờ sao con? Nó không thấy. Thôi được rồi, để con lo mẹ cho. Thôi, con đang đi học rồi, tiền đó mà con lo cho mẹ. Để đó mẹ điện thoại về Việt Nam rồi mẹ mượn người ta, mẹ tự lo cho mẹ được. Đó, mẹ thấy không? Mẹ còn không đủ tiền nữa, rồi mẹ còn đòi dọn đi nữa. Con nói thiệt á, ở đây là được nhất. Vừa sạch sẽ, vừa thoáng mát, mà giá cả lại hợp lý nữa. Ở đây không có gì được nhất hết á, ngoài thằng Bon trong nhà này là được nhất thôi à. Dạ. Yeah. Trời, cái gì mà mới nhắc thằng Bon mà hai mắt sáng trưng vậy? Đừng nói tôi là để ý nó nha. Có đâu. Mẹ nói con ha, để ý ai để ý nha. Chứ mẹ không bao giờ mẹ muốn làm xui cho nhà ông Xét. Ok. Mẹ, chú tin Xét chứ không phải là Xét. Xét. Xét, xét xe á mẹ. Xét xét. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ. Cậu bét, tao muốn kêu cái gì kệ tao. Xét xét. Rồi rồi, thôi thôi, mẹ là mẹ của con, mẹ muốn nói gì cũng được hết. Bây giờ mẹ bình tĩnh không có nổi nữa rồi con. Bây giờ con làm cái gì làm? Trong một tuần nữa con phải dọn ra khỏi nhà này cho mẹ. Dọn đi thiệt đó hả mẹ? Còn gì nữa, chịu hết nổi rồi. Mẹ ơi, mẹ, một tuần thôi, một tuần. Trong một tuần đó mẹ bình tĩnh giùm con được không? Mẹ cũng phải vì con thôi. Bữa giờ ở đây cũng lâu rồi, giờ ở thêm tuần nữa đâu có sao đâu. Mẹ sẽ cố gắng. Mẹ sẽ cố gắng nhịn. Đây rồi,
ngay con bà. Trời ơi là trời, hát không hay mà cứ gào rống suốt ngày, là hát cái bài xuân gì mà trời, tôi nghe mà giống như là hết xuân tới nơi vậy đó. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, chịu hết nổi cho người cha này rồi. Mệt nổi ông này lôn rồi. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Mùa xuân đã đến bên anh nha. Trời ơi, cái gì ông nội? Ông làm gì mà ông đứng ở trước cửa phòng tôi hát như vậy mà ông coi được hả? Xin lỗi, tại tôi phiêu quá. Phiêu đến cửa phòng của bà nào tôi không hay. Để rồi, đắm say. Để rồi, nhắc ngay. Ôi, tôi đang cảm giác giống như là cái giọng hát nó gần cái sát lỗ tai tôi rồi vậy trời. Trời ơi, cái gì mà nó rong rống thế mà ghê quá hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Xin lỗi, tôi phiền quá. Trời ơi, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Hôm mấy con cá này đó mình chưa có tẩu tán đi, nên hôm nay mình để cho ông stress, ông ăn mấy cách củ, cách thiêu, cách thối này đi rồi cho ông biết ha. Thức gì còn có một tuần nữa thôi, mình ráng nhẫn nhịn. Anh stress, rest first, mời anh rest first, anh stress. Mời anh stress vô. Chị ơi, hả? Giờ này 7 giờ tối rồi chị. Mình không có ai gọi là breakfast 7 giờ tối á. Ta gọi là dinner, hiểu không? Không có biết tiếng Anh, bớt nói English. Dạ, sorry I'm stressed. Dạ, chị, tôi tên là Seth, là một X, hiểu không? Chị cứ xét hoài, cái đó là 3 X. Dễ hiểu lầm lắm. Seth. Tập lại Seth. Seth. Sếp. Đúng rồi. Anh, tôi biết là tôi cũng không còn ở đây lâu, nên nay tôi làm cho anh bữa ăn này, đãi anh những cái món anh thích đó. Nghe nói tôi đi là anh vui lắm phồn. Có, trời ơi. Không có chị thì nhà nó cũng hơi yên lặng. Mà tôi thích. Không, ý tôi nói là thôi, đừng nói vậy, coi như là này chị làm hết à. Dạ, em nấu hết á. Mời anh dùng bữa nha. Để em lo lắng cho anh. Chăm sóc anh mà. Anh uống bia loại gì để em kêu? Lila, cho bia đi cưng ơi. Còn anh muốn đào số nào để em kêu cho anh luôn nha. Cái gì vậy bà nội? Nhà của tôi mà bà làm giống như là quán bia ôm vậy. Chị sao chị làm cái gì cũng lố lăng hết á. Coi phim riết rồi nhiễm hay sao? Đi ăn cơm đi chị ơi. Xin lỗi, nhiều lúc chắc cũng bị liều. Thôi tôi ăn dùng bữa đi anh. Giòn thơm phức à? Cái gì vậy anh? Ăn đi. Sao vậy? Tôi thấy con cá này nó quen ta. Làm như tôi đã từng thấy nó tung tăng ở đâu rồi. Trời ơi, tung tăng đâu trời, sao anh tưởng tượng quá à? Anh cứ tưởng tượng quá à. Chút Đạt giống cảm nhận được mấy con cá này là con cá trong hồ nhỉ, không có sao trời. Hay là rõ ràng là thấy cái cảm giác này như đã từng tung tăng trong cái hồ này nè. Con ơi, không phải vậy đâu con ơi. Con đừng ảo tưởng như vậy nghe con. Mình về bàn ăn nha con. Ừ, về con về đây. Ê trời, sao tự nhiên tôi làm con bao luôn vậy trời. Con ơi, về đây đi con. Đây. Về đây đi con. Con về đây. Về đây đi con. Đó, về đây đi. 38 con đầy đủ. Ủa anh á, sao tôi thấy anh đang nghi quá. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà tôi vớt mấy con cá trong hồ, tôi ra tôi chiên, anh làm như tôi ác dữ vậy? Thì đâu biết. Bà có gì mà không dám làm. Cá là chị làm hết luôn hả? Đúng rồi. Còn mấy này chị mua ở đâu? Ôi, cái này ông xã bạn anh đó, mấy người tặng cho tôi đó. Gì
Chị gì rồi? Cái gì? Chị nói cái bánh đó là ông xã ông làm cho tặng cho chị hả? Đúng rồi. Đó, nguyên trà bồ xà rồi là quen với ông là cho thôi. Chứ anh nghĩ sao vậy? Anh đây tôi còn chinh phục cũng được, sao mà tôi chinh phục được mấy trà bồ xà? Chị làm gì có cơ hội để chị chinh phục tôi. Chị đâu phải là gu tôi. Ủa chứ gu anh là ai vậy? Gu sếp. Tôi. Sếp. Ủa? Ơi, sếp. Ủa, ông xã. Này gu anh đó hả? Gì vậy bà? Ông là ông xã, ông tên xã, gọi ông là ông xã chứ gọi gì? Thì tôi biết rồi, ông xã thằng bánh nè. Ai cho ông qua đây mà ông vô ông ngồi tỉnh bơ vậy? Thì nói chung là tôi biết ông giận tôi. Nên tôi qua đây tôi đem bánh tặng ông. Bánh gì? Thì bánh này nè, sáng ông điện cho tôi, ông thèm ăn mà tôi nói tôi bệnh. Tự nhiên tôi sực nhớ là cái bánh này tôi đem tặng cho bà, ông thấy thế nào ông cũng giận. Nên thôi giờ tôi qua đây tôi đem lại tôi biếu ông. Rồi bánh đâu? Ăn hết rồi. Mày đi về đi, mày đến đây làm cái gì nữa? Không có chuyện lớn. Chuyện gì? Không biết mà, chơi nhau mấy chục năm mà mỗi lần tôi qua đây tôi buồn là không biết mà. Đừng nói tôi là ông mượn tiền nha. Chỉ ông hiểu tôi. Rồi ông định mượn nhiều? Không có mượn nhiều đâu, 500. Ừ, 500 nữa phải không? Là ông thiếu tôi đủ 6,000 luôn á. Cái gì? 6,000 chứ còn gì nữa? Sau đó giờ tôi nghĩ tôi mượn ông 6 đô à. Trời. Bây giờ sổ nợ tôi để xuống trong đây nè, có đầy đủ hết nè. Bây giờ ông nói đi, ông mượn 500 nữa làm gì? Ông muốn cứu ai? Giúp đỡ ai? Thì đó. Ai chữa bệnh? Thì đúng rồi, thật ra tôi mượn tiền ông toàn làm từ thiện chữa bệnh không à. Chứ đâu có lấy tiền ông làm gì rồi đâu. Bây giờ chữa cái gì? Bây giờ trong cái sổ này là coi như là bệnh nó đầy hết rồi nè. Da phả nó dí xuống cái này nè. Đó, anh Tám bị bệnh tim. Đó, rồi đây bị bệnh phổi, phổi có nước. Đó, đây gan, gan nhiễm mỡ, gan nhiễm khuẩn. Cái gì? Nè. Đây nè, mượn cho bà Bảy. Lá lách đùm. Ủa lá lách đùm đá lách là bệnh gì vậy? Có nghĩa là bà bị đau lá lách. Nhưng mà có muốn câu cuối là lá lách đùm đá lách. Có nghĩa là giống như là ông phải cho mượn đi. Giống như lá lách đùm đá lành gì đó, ông hiểu không? Rồi bà mượn cho bà Chính lá lách mỡ chài. Là bà tại vì bà ăn mỡ nhiều quá, mỡ nó thấm vô lá lách của bà. Trời ơi, sao mà cái tên, cái bệnh gì mà giống như là quán như món nhậu vậy? Thì đó, cái tập tôi ghi gì cho nó vui thôi. Người ta đã bệnh rồi. Rồi bây giờ ông qua đây là ông định mượn về chữa cái gì? Người này bị đường ruột. Dạ thưa ông nội, dạ đường ruột đây cũng có luôn rồi nè ông nội nè. Đây nè. Cái gì? Ruột. Ruột non trái tỏi. Cái gì vậy? Ruột già bị ổ gà. Hả? Ê, lý do này có rồi. Không, cái này là bệnh nặng hơn, mấy cái này là nhẹ thôi. Nặng hơn lại bệnh gì? Ông này ông bị ông trong ruột ổng trong ruột ổng có con chuột. Ủa cái gì bệnh vậy ngộ vậy? Bệnh gì mà ruột trong ruột có con chuột? Thà là ông nói rằng lại trong phổi có cây chổi tôi còn tin hơn á. Ủa nói gì được luôn hả? Được sao không được? Trời, mấy ông nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy? Tự nhiên là trong phổi có cây chổi là sao? Không hiểu. Bà mà hiểu là trong não bà có cái chảo á. À, tôi hiểu rồi. Trong phổi có cây chổi mà trong não có cây chảo. Vì là nếu mà tôi bị bệnh tim thì trong tim tôi có con không? Con gì? Con gì má? Trời ơi nó. Con tim. Tôi tưởng là bà nói là trong tim mà có cái sim chứ. Hả? Trời ơi, tim mà chứa cái sim. Thì chi nãy giờ tôi điện thoại bà không được. Ông gọi điện cho bà không được là tại cái điện thoại bà bị banh rồi. Nha. Thì thật sự ra đó thì đúng là lý do tôi qua đây đó. Điện thoại bị banh là lý do tôi qua đây đó. Qua đây làm gì? Giờ tôi nói thẳng liên quan gì? Tôi mượn 500 là để mua điện thoại cho bà. Trời ơi, trời. Tôi lại banh. Ban ngày mà bà chơi sang quá. Bà toàn là thích mượn qua cúng Phật không à. Ê nó nghe nè. Cái gì bây giờ điện thoại của bà hư thì để cho bà tự kiếm tiền bà ấy. Ông đi mượn ông tiền tôi thì tự nhiên ông đi qua bển ông đưa cho bà là gì là sao? Chứ giờ bà mượn thẳng ông cho mượn không? Không. Thì đó thì tôi mượn giùm thôi. Trời đất. Ông hiểu không? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe cái gì nó không có lý do của nó hết. Bà có tâm sự tôi, thật sự ra bà đập điện thoại là tại vì bà không có control được cái cảm xúc của bà. Bà bị stress quá. Ai làm gì bà mà tự nhiên bà stress? Tôi hỏi ông là bà qua đây bà du lịch, bà định thăm con Hiền, bà ở cái vài tháng bà về, tự nhiên về dính Covid cái bà phải ở đây luôn. Mà đã vậy thì bà ở trong nhà ông rồi, ông khó chịu quá, bà bị stress, bà kiềm chế không được, bà đập đồ, bà lỡ tay đập điện thoại bà. Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người nha, bà ở đây tôi đối xử với bà như thế nào mà giờ bà nói với tôi là coi như là tôi gì tôi làm khó bà rồi nè. Bà bị si chết là sao hả? Nè, tôi sẵn đây ba mặt một lời tôi nói thẳng luôn nha. Tôi nói thiệt anh, tôi ở đây lâu nay tôi chịu hết nổi rồi. Tôi là đi qua đây cái diện du lịch đúng không? Thì tôi thuê nhà ở đây, thuê phòng đây có nghĩa là tôi cũng trả tiền phòng đàng hoàng. Vậy mà anh lúc nào cũng soi xét tôi, rồi anh coi tôi giống như là con sen của ông á. Đã gì động hát karaoke âm trước phòng tôi, sao tôi chịu nổi ha? Rồi anh còn đi nói xấu tôi tùm lum tà la này. Nè, đây, sẵn đây có cái điện thoại đây.
Hôm nay nè, ba mặt một lời nè, tôi thu âm lại nè. Có ông dám đồ chối với tôi không? Bà không thu thì bà thu. Tôi có làm gì đâu, tôi không có nói gì hết, tôi không sợ. Ông không nói gì phải không? Đây, để tôi hỏi nè. Nè, phải ông nói tôi là đi qua đây vì cái diện thẻ xanh thẻ đỏ gì đúng không? Người ta nói bà là không phải là bà làm, không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Không phải. Bà qua đây vì thẻ cào. Thẻ cào chứ không có nói xấu bà dùng thẻ xanh hay là qua đây tiếng thẻ xanh hay là kiếm phi công gì hết. Cái thẻ cào đây là thẻ cào và vé số á. Hiểu không? Thẻ cào vé số có nghĩa là bà qua đây bà muốn mua vé số, bà hy vọng bà trúng mà bà có tiền bà lo cho con Hiền rồi bà có cái này mà giúp đỡ người nghèo. Nói chung là ông nói tốt về bà thôi. Đó, chứ không có nói xấu gì hết. Nghe chưa? Lúc nào tôi cũng nói tốt về bà, lúc nào tôi cũng nghĩ tốt cho bà và con của bà nha. Từ đó giờ ông có nói xấu bà đâu, yên tâm. Đây là bạn bè quà quà. Quà quà. Chết. Nhưng mà tôi nói nghe bà thấy chưa? Bà ở với tôi đây, tôi đối xử với bà sao, tôi đối xử với con Hiền như thế nào hả? Tôi coi nó như con gái tôi vậy. Nhưng mà bà đó, bà cứ nghĩ là tôi đi nói xấu bà. Cái người gấp lửa bỏ tay người lập bà ha. Tôi nói thiệt với bà, tôi biết đó là bà còn nói xấu tôi nhiều thứ hơn nữa kìa. Trời ơi, tôi làm gì mà dám nói xấu ông? Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi ở đây tôi thuê phòng sao mắc mớ tôi nói xấu ông? Kìa, bà chối kìa. Bà chối hả? Bà chối hả? Bà ngon đi. Nè, tôi thâu lại luôn nè. Những gì nói sẽ đây sẽ là bằng chứng trước khi ra tòa. Bà ngồi đây, bà chối kìa, bà nghe, bà chối đó. Bây giờ bà đừng có chối. Bà đừng có chối. Tôi ngồi đây thì bà đừng có chối. Đó, đúng, nha. Có ông xã ngồi đây làm bằng chứng. Bà đây, bà nói là bà có nói rằng là tôi bóng này bóng nọ không hả? Bà có nói tôi là bóng tính bóng lộ gì già bóng già gì ở đây không? Không. À, cha xét cho khó chịu mà ngày nào cha cũng kiếm chuyện với tôi hả? Mà chả bây giờ vợ mất lâu năm đó, ở trong nhà một mình không có lấy ai, biết làm như bị đổi giới tính như sao á, bị bóng già, có chuyện như đặt bài gì đó. Bà nói tôi. Bà nói tôi. Thật ra bà đi đòn là bà nói tôi. Mà tại vì cái tên của ông với tôi là tên X, xả với xét nó hay giống giống nhau, nên mọi người nghe lộn là xét chứ thật ra bà nói xả. Đúng rồi. Xét ơi, bạn chơi với xã bao năm mà xét chưa bao giờ hiểu được xã. Xét ở ngoài xét như vậy nhưng mà bên trong xét thẳng, còn xã rất là thẳng ở bên trong, yếu lắm. Nói như ông xã không, xã đâu mới xét bữa nay phải bùng phải sống thật em. Lại la. Cái gì? Bà có ok không? Trời ơi, cảm ơn bà bạn nha. Giờ bà, bây giờ tôi phải sống đúng với con người của tôi. Bà hiểu chưa? Trời ơi, vậy là xả gì mà thiệt là vậy luôn. Chứ ông thấy ông bữa ăn xăm mì đó, rồi lâu lâu tôi hay ôm ông đó, là tôi cố tình. Trời ơi, ông nói làm tôi nổi hết da gà lên luôn á. Rồi ông không chơi thân luôn nữa hả? Không. Thiệt sự là gì nè xả? Sao? Thật sự ra đó là cái vụ mà giới tính á thì tôi không có không may, hiểu không? Cái gì là chủ yếu là tình cảm bạn bè mình chơi với nhau, đối xử với nhau ra sao thôi, đúng không? Còn cái chuyện mà giờ giới tính tôi đâu phải đi ngủ với ông đâu, đúng không? Mặc dù ổng cũng là cái người đầu ấp tay gối của tôi. Cái gì vậy? Cái gu ông luôn đó hả? Không. Trời ơi, cái ý tôi nói là ảnh là cái người bạn chí cốt sao coi như đó. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Coi như là giờ xả như thế nào đi nữa thì cũng là bạn của hai đứa tôi đó. Cái điều quan trọng là tôi thích như vậy nè. Hiểu không? Tôi thích như vậy nè. Chứ tôi thì không sao. Tôi thấy hai người mà đừng có gây nhau nữa, hiểu không? Đó, ông thì ông mất vợ rồi, vợ ông thì khuất bóng. Còn chồng bà này đi theo bóng. Ủa không, đi theo cha. Cho nên tôi nghĩ hai người kết hợp nhau là ok đó. Đừng không thiên. Thì cũng được chứ sếp. Ủa cái gì ngoài ngoài vậy? Cái gì vậy? Ủa sao nghe tiếng xe đó có quẹt. Thôi Hiền ơi, Hiền ơi. Trời ơi con, cái gì mà con ho gì? Chú đừng có gần con chú. Trời
con có sao không chú? Con xin lỗi chú, hồi nãy con mắc ho quá rồi con lỡ quẹt cái xe của chú. Thôi cái gì nó bỏ qua đi con, không sao đâu. Chú sao? Chú hả? Chú sao? Cái gì chú tránh xa con cũng bị cái gì con ho con ơi con dạ, con mẹ tránh con ra, tránh ra sao vậy trời ơi, sao gì bà lấy đồ đo nhiệt độ bà đo nó coi. Trời ơi, nó ho quá mà. Đúng rồi, phải đo nhiệt độ nó chứ. Trời, cái gì bao nhiêu? Nó sốt quá nè, 103 độ luôn. Vừa sốt mà vừa ho. Trời ơi, Hiền ơi, không lẽ con ho mà con thấy khó thở quá. Mọi người dính con ra đi, chắc con bị dính rồi. Hiền chuyện gì vậy ba? Con bị dính Covid rồi. Hả? Hiền dính Covid? Trời ơi, coi chừng nó vô đó. Trời ơi, không sao đâu, có gì vô chổng dính thôi chứ không có gì đâu. Phải không? Bây giờ chổng nó có một cặp dính rồi, ngoài đây cũng có thể là một cặp dính, tôi dính ai? Ông dính vô tường đó. Trời ơi. Thôi bây giờ tôi nói, bây giờ hai người bình tĩnh nè. Covid á là làm ơn bây giờ mỗi người cách xa nhau ra. Còn không á bây giờ làm ơn hai người đi ra khỏi nhà tôi đi nha. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Quên. Hình như cái này nhà ông mà, cha này mới đi vô nhà ông nè. Ê, cái này là nhà của hai đứa tụi tôi luôn á. Ông có liên quan vậy đó, đi về đi. Còn 6-9 sao tôi rối luôn. Mấy tại suốt ngày có sự xuất hiện của ông là coi như là rối hết. Ông là cái đem cái sự xui xẻo tới. Thì bây giờ sao đi ông, tôi rối bình quá. Bình tĩnh, bây giờ nói Hồng nghe nè. Hồng bình tĩnh đi, không có sao hết á. Bây giờ coi lỡ mệnh này chắc tôi chết luôn rồi. Nghe lời sếp ha. Cái này là đã nghiên cứu kỹ rồi. Cái bệnh này nó như bệnh flu thường thôi. Bây giờ coi như tụi nó vô chậm, coi như mình cách ly nó vô trong phòng luôn. Mỗi ngày mình cứ coi như là cho nó uống thuốc Tylenol nè, rồi uống zinc nè, rồi cho uống nước tắm giữ nhiệt độ anh 14 ngày là nó qua. Nó còn trẻ, nó sẽ khỏe lắm, không sao hết. Để mình vô đi lấy thuốc cho tụi nó uống. Không, ông gọi đi. Con Hiền á, thuốc Tylenol gì là cái gì nó có hết trơn á. Rồi lấy. Con nhỏ này nó chu đáo lắm, lúc nào nó có đồ sẵn cho mình hết trơn á. Đây nè, rồi tôi đi vô trong tôi lo. Thôi, đi, cái gì vậy? Gì vậy? Trời! Hả? Hai gạch! Dạ, vậy hai người quầy hả chú xã? Dạ rồi, con cảm ơn chú xã nha. Sao rồi anh? Hai người hết hiểu lầm rồi. Em, bây giờ anh với em phải đi ra ngoài công khai tình cảm của anh với em cho mọi người biết luôn. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Có anh đi. Đi! Hả? Ba! Mẹ! Dạ! Dạ con xin lỗi, nãy con chỉ giỡn thôi. Rồi con ăn đậu phộng con ho thôi mà. Dạ, không có Covid gì đâu. Tôi dư sức biết cái chuyện đó mà. Tôi đẻ cô cậu ra được mà. Cái chuyện đó nó không có quan trọng. Bà nói đi. Thôi, nói đi. Bà nói đi. Thôi ông nói đi ông. Bà nói đi. Ông đặt ông nói nó dễ hơn. Cái chuyện này đàn bà nói nó hợp ông tôi chứ. Trời ơi chết cha nha, sao ông đàn ông quá vậy. Thôi để tôi gì tôi nói. Nè. Dạ. Tiền. Dạ. Mẹ qua đây bao nhiêu lâu nay mẹ ngủ với con mỗi ngày, mà tại sao đến ngày hôm nay con có cái vụ hai gạch này hả? Dạ. Con nói cho mẹ biết, ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, làm gì, ở đâu, khai mau. Dạ. Ba. Bác bình tĩnh đi bác. Con biết bác là gia đình gia giáo nên ngày đầu tiên mà Hiền dọn tới đây á, buổi sáng tụi con không có làm mà buổi tối tụi con mới làm. Hả? Cái gì? Buổi sáng nó cũng làm, buổi tối nó làm luôn không? Ờ Hiền con làm gì mà con lẹ hơn mẹ luôn vậy Hiền? Không phải, con làm bài tập, có nghĩa là con làm homework á. Dạ đúng rồi, bài tập nghĩa là homework đó bác. Dạ. Làm homework thôi mà. Dạ. Ủa nhưng mà làm bài tập sao tự nhiên hai có hai gạch? Dạ tại vì tụi con làm homework vào ban đêm không mà. Thứ hai homework, thứ ba homework, thứ tư homework, thứ năm homework. Hả? Ê rồi cái thứ năm sao mà mất cái chữ home rồi. Vậy là nó work rồi đó ông ơi, vậy đó nó work rồi, nó dính luôn rồi đúng dạ, không? Dạ không phải, có nghĩa là tụi con làm bài tập xong, tụi con làm homework xong á thì tụi con làm việc nhà. Dạ. Không yeah. bây giờ bỏ qua mấy cái vụ việc nhà homework gì đi. Tôi là tôi đang cần nghe cái đoạn là tại sao có bầu, làm gì có bầu đó, tôi cần cái hình ảnh đó đó. Tôi nôn nè. Dạ. Cái gì vậy chị Hồng? Hả? Chị cứ để từ từ, chị hỏi con mà phải cho nó cơ hội trả lời chứ. Chị làm gì chị tâm tướp như ăn cướp vậy? Vụ đó bỏ qua đi, tôi nói cho nghe thật sự ra là ba má là không phải là lo cái gì hết. Dạ. Đó, ba bản thân ba là ba chỉ sợ lửa gần rơm.
tụi con nhiều khi cái tuổi trẻ bồng bột rồi cái phụt trái lúc nào đó rồi tắt vèo, rồi sau này để lại tội nghiệp là cho cái đứa con đó. Cho nên là ba má mới lo vậy thôi, hiểu không? Chứ còn nếu mà tụi con mà có suy nghĩ kỹ càng, tìm hiểu mà đến với nhau bằng tình yêu thiệt sự thì ba má cũng không có cấm cản. Dạ đúng rồi, tụi con đến bằng cái tình yêu thật sự, bằng trái tim thật sự hả? Dạ. Bởi vì tụi con xuất phát từ một điểm chung, đó là tụi con không có một gia đình trọn vẹn. Dạ. Con thì mất mẹ từ nhỏ, còn Hiền thì ba bỏ nhà đi. Và con rất là thương bác gái, tại vì Hiền nói bác gái là rất là vất vả. Còn con á, thì con có nghe anh Bo kể là từ khi mà ảnh mất mẹ, bác đã chăm sóc anh Bo, bảo vệ anh Bo như một người cha, người mẹ. Con thương bác lắm. Con ước gì, con ước gì con cũng có một người cha như vậy. Chị Hồng à, con nghe hai đứa tụi nó nói như vậy thì tôi nghĩ là tụi nó cũng đã tìm hiểu rất là kỹ với nhau rồi. Tôi cũng nghĩ là tụi nó đã đến với nhau bằng cái tình yêu chân thật. Thì thôi, chị Hồng đừng có lo nữa, cứ để tụi nó đến với nhau. Tôi tin là con trai tôi dữ lắm. Ôi là tôi thương nó nhất. Con Hiền nó có mở với tôi bao nhiêu năm, tôi thương nó nhì. Ông nói vậy thì tôi cũng hiểu được tấm lòng của ông. Ông cũng thương con gái tôi. Còn tới giờ hai đứa nó đến với nhau như vậy cũng được. Tôi ở trong nhà ổn ràng vậy chứ tôi hiểu hết tụi nó luôn á ông. Trong nhà này tôi thương cái thằng Bon là nhì đó. Không lẽ bà thương tôi nhất? Không, tôi thương cái nhà này nhất. Dù sao có cái nhà, có cái vật chất nó cũng an toàn đâu. Sao mới đến thằng Bon? Cái gì vậy Hồng? Bà vô nhà tôi ở, bà me hôi của tôi luôn vậy hả chị Xui? Tại tôi tánh tôi nó thực tế đâu, ông hiểu không? Sợ con gái mà nó khổ như mẹ nó. Bởi vì anh Xui thông cảm. Bà đừng có giận nha, mẹ con vậy á. Mẹ nói giận lắm mà. Thì thôi, chủ yếu là giờ mình sống là vì hai đứa nhỏ mà. Tụi nó vui là mình vui. Đúng rồi. Đúng không Học? Đúng không anh Xui? Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm hả? Con. Ông Đẹp Thiên. Ô mẹ ơi, sao tự nhiên Tết nhất rồi không mua rượu bia về mà mua quá trời Dr. Thanh về vậy ông? Trời ơi, thằng con trai thằng Bo nó nói với tôi là coi như là Tết nhất là mình chúc nhau sức khỏe thì mình phải tặng quà sức khỏe chứ. Đúng rồi. Trời, ông là best boy của cái bonsa này mà tự nhiên giờ không uống rượu bia nữa mà chuyển qua uống cái này. Vậy là giống bỏ rượu bia phải không? Bỏ rượu bia. Giống chuyển qua gái gú hả? Trời, kỳ cục. Bad boy là không có chết xa trường, bad boy chỉ chết trên giường của Bad Pink. Có Bad Pink rồi, giờ tôi là coi như là chủ yếu là phải giữ gìn sức khỏe. Vậy là coi như là bỏ rượu bia mà đi theo gái gú đó. Nói nghe nè, gia đình vui vẻ thôi, giờ mình vẫn về nhà mình đón Tết được không? Yeah, đi. Chiều
rồi xa nhau, rồi nghẹn ngào, rồi chia ly vĩnh biệt. Nhìn em mắt lệ tuôn trào, vì đâu tim em đã chết. Ngọt ngào yêu thương ngày đó, nay sao đành xa biệt ngàn khơi. Em ơi thư tình trao gửi hôm nào, yêu em trong nhật ký, tình mình bao nhiêu thương nhớ, sao giờ ta đành lìa xa. Tình ơi sao đành băng xa, vội làm chi xa đi bỏ anh nơi này. Rồi em ơi, nhắm mắt làm chi, nhắm mắt làm chi. Cho người buồn, cho tình này, ngàn nhớ tin thu. Hoa lá rụng rơi tim vỡ tan rồi, đường xưa dấu chân còn đó, chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió, đau lòng tin biệt người đi. Chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió, đau lòng tin biệt. Em ơi, dạ anh là ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. À đây đúng rồi, ngoài đường hay đứng đường thì nó có dư có chữ ngoài thôi, chứ đâu có gì đâu, thì cũng là đứng đường thôi chứ đâu có đứng trong nhà. Đúng không? Cũng đứng ngoài đường, đứng trước rạp hát thôi mà. Tại em chân thật vậy đó, em nghĩ sao em nói vậy, xin lỗi anh. Dạ em ơi, hả? Em mới bị quýnh ghen hay sao mà mặc bộ đồ te tua như con bạch tuộc gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi mới nói ông đứng đường, ông nói tôi lại con bạch tuộc. Tôi nói anh nghe, không có ai rảnh nó đánh ghen. Nó thấy tôi rồi nó ghen, nó quánh vô mặt tôi chứ không ai đi mà đi có thời gian mà nó xé từng miếng vậy trơn trời á. Anh hiểu không? Anh ra là đừng có nói vậy biết không? Nói anh nghe, tôi mặc đồ này tôi có dụng ý hết trơn á. Là để anh chi biết không? Để người ta thấy tôi đẹp. À. Anh biết không nè, của tôi đứng ngang là hết hồn luôn nè, anh thấy không đó. Nói theo kiểu mà thị trường nhà đất Việt Nam đó là nói vậy. Trời ơi, nhìn cái dáng con nhỏ này giống như nhà trong hẻm tự nhiên phóng lộ lòi ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. À, đúng không quý vị, đúng không? Dạ. Ghê chứ, ghê là ăn mặc phải nghiên cứu, anh hiểu không? Như anh đang hát như vậy á, mà em chạy ra như vậy á, thì em giống dân chơi quá đó nha. Trời ơi, sao tự nhiên anh nhìn em anh biết dân chơi liền vậy anh? Dạ đúng rồi, em nè, dân chơi không sợ mưa rơi hả? Ồ. Dạ, 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 nghe nè, trời mưa ướt áo ướt quần, cũng không ướt được tinh thần dân chơi. Wow. Dân chơi không sợ mưa rơi to quá, dân chơi đi về. Wow. Ghê không, ghê không? Điên sao bây giờ lạnh mà mưa nó chơi hồi đang về bệnh à? Nhưng mà em làm như vậy á, người ta nói em bị thần kinh. Trời ơi, vậy là anh không có biết rồi. Trời ơi, anh không biết cái giá trị của thần kinh rồi. Đây nè, em nói ra nè, theo cái suy nghĩ nè, theo là coi như là dẫn chứng của khoa học hành tinh, tất cả
để lại là những người thần kinh là như vậy. Tôi nói cho anh nghe, khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế. Đúng không quý vị? Dạ, tôi nói anh nghe, anh chửi tôi thần kinh, đúng là tôi thần kinh, tôi khùng mà, tôi điên mà, tôi muốn làm gì đâu ai trách tôi, đúng không quý vị? Em muốn làm cái giống gì em chửi, em mắng, em xé đồ anh cũng đâu có quyền, bị anh tỉnh mà. Anh tỉnh anh đâu có quyền chửi lại tôi thần kinh mà. Đó, đúng không? Đó, thành ra tôi quậy một hồi anh ức chế, tay đâu, chân đâu, đầy đủ mà anh không đánh, không đá tôi được thì anh tức quá rồi nó chạy tới chạy lui ức chế, chạy lên chạy xuống chạy qua chạy lại xong rồi cuối cùng mấy cái toàn ten nó tức quá rồi nó rụng. Em nói gì toàn ten? Toàn ten cái gì? Ủa hai cái tay ông không toàn ten không? Chạy nó có toàn ten vậy không? Vậy chứ ông nói cái gì toàn ten? Ủa ông có cái giống gì toàn ten? Trời đất ơi! Hết hồn hay chi? Hết hồn cái gì? Ở Mỹ là anh nói là trong sạch không có nghĩa gì tầm bậy hết á. Trời đất ơi cái gì? Nói anh nghe, anh đừng có chửi em, anh chửi có lại em đâu. À. Hồi lúc mà ba má em sanh ra cái mỏ em ra trước mà. Anh hiểu không? À. Người ta ra cái khác còn tôi ra cái mỏ. Vậy hả? Giỡn chơi với anh vậy thôi, tại thấy sáng giờ anh đứng ngoài đường hát mà chưa có thấy ai đến tặng quà tặng gì cho anh cũng tội nghiệp. Ừ. Tại lúc này dịch giả quá nè. Nói nghe. Em chưa tạm khóc rồi. Xúc động. Anh nói anh đang tại vì cái quà này làm bao nhiêu người ở dưới gửi cho em để đưa cho anh. Em chưa đưa em xúc động. Tặng cái gì? Khóc tôi cũng vỗ tay. Vì không lẽ từ đây tới cuối tôi khóc hoài sao? Cái nhà dễ thương đó nghe. Tôi thẳng anh cái này là tôi bảo đảm ở dưới vỗ nữa mà anh cũng xúc động. Hồi hộp quá. Tặng anh cặp vú sữa. Hết chuyện tặng anh vú sữa. Giỡn hoài tặng có đầu tư đây nè. Em nói ra khán giả sẽ vỗ tay từng chập. Tôi nói anh nghe nè. Có phải anh lớn lên là nhờ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình đúng không? Đúng không quý vị? Mà quý vị cũng vậy chứ bộ. Ví dụ bây giờ uống sữa bình thì cũng phải mấp mấy cái đầu tiên chứ. Thành ra mình đi đâu mình cũng phải thành danh như thế nào. Tôi tặng anh là tôi muốn nhắc nhở anh có thành danh, anh thành ca sĩ nổi tiếng, anh cũng phải nhớ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình. Nhưng bây giờ tôi biết má anh nhăn nhéo xài không có được. Tôi cho mượn cặp tôi xài đỡ. Ở nhà nguyên một cây có cặp một cho luôn. Cầm đi. Tội nghiệp quá. Nhưng không cách để đây chút lấy. Ừ, gửi đi. Còn nữa anh ơi. Còn gì? Em còn quà tặng anh nữa anh ơi. Trời ơi, quà nhiều dữ hả? Em chưa chữa được, em xuống đọc quá trời ơi. Hồi hộp quá. Tới tặng anh chùm ớt. Ê trời. Sao mà tặng anh ớt vậy? Trời ơi, em tặng phong thủy đó anh. Trời ơi, là anh nói anh nghe Tết chứ đó. Anh mà tới tặng người ta cái gì màu đỏ là người ta thích dữ lắm. Vậy hả? Là em muốn tặng cho anh, em tặng mà em nghiên cứu dữ lắm á. Em tặng cho anh cuộc đời của anh lúc nào cũng thăng hoa, cũng đỏ lồm, cũng dài thòn vậy. Chứ đừng có đen thua nhỏ xíu thì góp lắm. Đúng không quý vị? Dạ, em tặng em có nghiên cứu mà. Kỳ quá đi. Trời ơi, yên tâm, ngon lành lắm. Sao tặng nghe nè. Kỳ thiệt luôn á. Có tôi tặng quà anh rồi á. Thật ra anh thấy tôi mặc đồ gì anh thấy không? Là tôi cũng muốn làm ca sĩ dữ lắm. Wow. Dạ, tôi nói anh nghe, tôi thấy anh hát mình không có ai mà qua ái mộ cho anh kết hợp với tôi đi, ngon lành luôn á. Vậy hả? Tôi biết làm nhiều thứ dữ lắm, tôi biết đủ kiểu hết trơn hết trời á. À. Anh không nghe hả? Anh nghe tôi hát một lần là anh chết chứ không phải dẫn chơi đâu. Em biết hát luôn. Trời đất ơi, em hát bữa hội trường 3.000 người, 2.000 đi cấp cứu, 1.000 kia xỉu tại chỗ không ai sống hết trơn. Em là người ta gọi em là tiếng hát là tàn sát sinh linh. Nguy hiểm quá vậy. Dạ, em hát là hết hồn luôn á. Anh không tin em hát thử nha. Thử nha coi. Rồi từ từ nha. Em nói thật, em hát là anh hết hồn luôn á. Nào cái giới thiệu của em thôi là cha Diệt Thảo vứt đi. Thử coi. Dạ bây giờ mời quý vị nhắm mắt xuôi tay thẳng cẳng nín thở nghe em hát vô. Hoàng Nhất ơi anh có biết không, chắc là anh không biết, nhưng mà khi em nói ra thì anh sẽ biết. Từ núi cao em băng đồng lội suối, lội sông qua nhiều đau khổ nắng táp mưa xa. Dạ cương quyết gặp anh gặp người, em mơ em mộng em ngóng em trông bao năm dài chờ đợi, đời ca đợi em đêm nằm mơ tưởng tượng. Khi gặp anh thì em sôn trên má, em gá vào môi em ngồi trong dạ như thủy kiều đang nâng niu chòm râu từ hai hạnh phúc lắm. Ai ơi em không còn chơi với như ngày xưa nữa, hẹn hết mùa trắng em về thưa cùng ba má. Rồi đến mùa cu hồn các đàn, em sẽ đem trầu cao qua cưới anh về làm vợ, ý lộn làm chồng. Em quý em yêu em chịu hết già, anh muốn gì em cũng làm theo, miễn sao không còn nằm chèo queo mà tư tưởng đến người con trai râu nhiều như quỷ, mắt bự mũi trâu ui rốc độc nhưng mà rất đẹp và đẹp nhất trong chùa.
đừng xỉu, đừng xỉu, đừng có xỉu. Em đừng có xỉu. Xíu nữa đi theo chuyện đầu tụ ông bà rồi trời ơi. Cái hay dữ nha. Ê, đó em nói mà. Sao? Em nói là bình thường em chữa lộn á mà mỗi ngày mà hơi nên em nói vậy đó. Vậy hả? Anh thấy em được lắm phải không? Được. Trời em hát chưa có phải trơn tru lắm nhưng mà em biết hát đó. Vậy hả? Thôi em biết hát mà chẳng những vậy em còn diễn sức nữa. Diễn sức luôn? Trời ơi em diễn sức là hết hồn luôn á. Em diễn em muốn dưới người ta khóc muốn cười người ta cười, muốn chửi là chửi, muốn chọi dép vô là ta chọi thẳng em luôn á. Mà người ta em đâu có ngu, chọi thẳng em né chúng anh. Ôi ôi thì ghê không? Em thấy ghê không? Thôi nguy hiểm quá. Em ghê lắm, em quấy người ta đâu. Nói nghe nè, em bây giờ quy định hoàn cảnh đi. Anh mới thấy em diễn kịch trội dễ thì mình cứ quy định cái gì mà cho nó gây gốc lên đúng không? Bây giờ anh là người chồng mà sắp cưới của em đi. Đã có nhỡ lâu rồi mà bây giờ em nói thiệt với anh, em chán nản anh quá, em kiếm chị em đi lấy người khác. Vậy hả? Xong anh tìm mọi cách. Không khó, khó chứ. Anh phải lấy vàng, lấy vòng, lấy hột xoàn trộn vô trong mặt em vậy đó. Hoặc là anh lấy vàng anh đánh em cũng được đó. Hay gì đó, thí dụ gì đó. Rồi anh dùng thơ, dùng cái. Nói chung anh dùng tất cả mọi cái. Anh phải kéo em lại. Nhưng mà em không chịu lại. Em quyết định em đi. Đó. Coi có đứa nào hơn. Coi em ở lại hay là anh đi. Thử coi. Thử coi nha. Rồi bây giờ quy định nha. Thử coi. Trời ơi, tôi chán anh quá rồi. Tóc người ta càng ngày càng thẳng, anh càng ngày càng quăng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ bỏ rồi. Thì ghét. Tôi để lấy chồng đây. Em, nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về nhà trắng mượn súng to, thục qua bên kia 500 quả trời, trời. Để trả thù em đêm đồng phòng. Quý vị dỗ vậy? Thục 500 quả banh mẹ 5 cái tiểu bang rồi. Trời ơi, động phòng cái gì nữa, cái đó có nước động quang chứ động phòng vậy. Ông mới có thử lòng chút xíu mà anh thấy không, phải không? Anh đối xử tệ với tôi lấy người khác, anh phải chúc phúc cho tôi. Đó mới là người đàn ông cao cả thì tôi còn suy nghĩ tôi quay về với anh. Rồi anh thục 500 quả, trời ơi, thục 500 quả đầu thai 8 lần cũng chưa xong nữa. Tôi nói anh nghe tại sao tôi bỏ anh. Sao? Có nhiều lý do lắm. Tại vì ngày xưa anh khác, ngày nay anh khác. Giỡn quà có khác gì đâu. Khác, tôi nói thật anh, tôi so sánh xong bỏ dưới toàn bộ mấy ngàn người ta kêu bỏ liền luôn. Thử nghe con. Chẳng những phụ nữ mà đàn ông cũng kêu bỏ luôn, không ai bên anh đâu. Có thử nghe con. Nghe nè, nghe tôi so sánh ngày xưa ngày nay nè. Rồi. Ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ khấm khá thì teo mất rồi. Không giỡn nha. Ngày xưa thì trận mạc xông pha à. Bây giờ đạn lép nó hỏng ra khỏi nòng. Ngày xưa thì như sắt như đồng. Đúng rồi. Như đinh đụng cột như rồng phun mưa. Đúng vậy. Trời ơi còn bây giờ như cà muối dưa. 10 tháng minh mạng mà nó cũng chưa có ngốc đâu. Ôi trời. Trời ơi, trời ơi. Tôi phải tìm mọi cách chứ, tôi phải nói xấu anh không có, tôi cũng đặt chuyện tôi nói rằng tôi đi chứ. Anh hiểu không? Mắc cỡ không chết luôn à? Mắc cỡ cái gì, có sao nói vậy, mắc cỡ gì, nhìn ông vậy chứ không có xài được cái giống gì. Thấy ngon ngon ở ngoài cao to đẹp trai vậy chứ mấy ngày toàn là thùng rỗng kêu to. Em nói thật á, nhỏ nhỏ vậy mà chất lượng chứ cao cao bọng xong. Thôi tôi nói nghe đừng nói nữa. Quá thông minh phải không? Em quá thông minh. Anh thấy không? Anh thấy tôi ngon lành không? Quá thông minh. Tôi nói tôi làm được hết, anh làm có lại tôi đâu. Biết rồi. Nghe ca sĩ á, anh thấy tôi nãy không, cái gì tôi cũng làm được, anh cũng vậy á. Tôi nói anh nghe, muốn hạt nhạc có nhạc, muốn kịch có kịch, muốn hát có hát, muốn giọng cổ có giọng cổ, anh biết hát giọng cổ không? Ê biết chưa? Anh hát đi, mà anh được có hát thường. Đó bây giờ hát coi như là lâu lâu mình xuất hiện đúng không? Mình phải làm một cái gì anh đặt, anh sáng tác tại chỗ. Anh đừng có đặt có trước, đừng có hát cái gì quen thuộc ở trên. Anh sáng tác tại chỗ, anh nhìn tôi sáng tác đó. Ủa, vậy hả? Anh nhìn từ trên xuống dưới có cái gì anh sáng tác cái đó đó. Căng dữ nha. Anh hát về nha. Cuộc đời của tôi đó, anh hát có tên tôi trong đó, có số phận tôi trong đó. Mà ở dưới người ta xúc động hết, ta vỗ tay, tôi tặng quà cho anh nữa. Trời ơi tôi có mấy món quà trong này, bảo đảm với anh sống cả đời lắm. Căng dữ nha, hấp dẫn dữ nha. Vậy nha, sáng tác phải không? Được không? Được. Dạ, đúng bây giờ, dạ, bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Ông sáng tác tại chỗ, em cũng chưa biết nó hát cái giống gì. Dạ, bây giờ. Đứng một, hai, ba nha. Một, hai, ba, vô. Thủy ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào. Hay thì có hay mà sao nó đặt mình tên Thủy. chưa đâu tiếp nè. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Thủy ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đời.
quá trời ơi, sao tự nhiên đặt tôi tên Thủy? Ừ. Sao mày chưa có nấu chè cúng ông địa gì mà đổi tên đấy? Thích sao đặt vậy à? Mà cũng hay sắp được cái chỗ mà. Mày chưa biết tôi tên gì đặt đại đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao Thủy là nước là may mắn rồi nha. Đúng rồi, đúng anh rồi. Hát hay lắm. À. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh, tôi tặng cái này mà tôi không có chút nào e dè, tôi tặng anh nè. Trời, tôi tặng Lê Hương cho nội. Xui lắm rồi nha. Được đâu? Tôi tặng phải có vấn đề chứ. Anh đôi gì? Anh cầm đi. Không được. Anh cứ cầm đi. À, anh cầm đi rồi. Cầm giùm tôi nha. Trời ơi, tặng Lê Hương. Chắc cái này anh quen đúng không? Ê mẹ! Trời, mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Ủa đâu có gì? Trời ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ tôi mà. Anh còn nhớ anh còn có mẹ hay sao? Anh cũng còn có mẹ hay sao? Mẹ tôi chụp hình chân dung đẹp lắm nè. Hình chân dung của mẹ tôi nè, đẹp lắm. Đúng rồi, chân dung cuối cùng của một đời người sao không đẹp được hả anh? Được. Bác, bác ơi, bác dậy ăn miếng cháo đi bác. Ừ. Dậy đi bác, dậy ăn miếng cháo nha. Không mà. Sao vậy bác? Chờ nhất về ăn. Chờ thì cũng phải ăn mới có sức chờ. Với lại anh hứa hoài không ra anh có về ở đâu. Mà con nói bác nghe, chờ thì vô nhà chờ cũng được. Mai mốt anh về anh cũng đi vô nhà. Chứ tự nhiên bác ngồi đây hết ngày này qua ngày nọ, rồi nắng rồi sương rồi gió, rồi bác yếu trong người, bác bệnh lỡ có gì nguy hiểm lắm. Hôm qua nằm chim bao thấy nhất về, nó hứa bữa nay về ăn cơm. Trời ơi, anh còn sống chứ có chết ở đâu mà chim bao. Tại vì bác thương, bác nhớ quá. Bác không có ăn rồi bác không ngủ qua mắt, rồi tưởng tượng vậy thôi. Nhớ thằng Cú Đất quá à. Cú Đất là ai hả? Cú Đất là thằng Nhất đó. Trời ơi, cái tên gì quan nghiệt vậy trời. Hồi còn nhỏ đó, cái thằng suốt ngày nó không có chịu bận quần. Bậy rồi. Nó cứ lết hết chỗ này tới chỗ kia. Ta nói đất cát nó dính đầy hết à. Ba nó đặt nó tên là Cú Đất. Trời ơi, nói cái đó làm chi vậy? Anh dính đất thì dính xi măng gì đâu có dính liếu tới con. Sao vậy? Con gái mới lớn mà tự nhiên kể cái vụ đó là chết con rồi. Bác nghĩ con là con dâu mà. Ủa, con dâu lại càng không nên nói. Ủa, sao vậy? Trời ơi, bây giờ con là con dâu thì ngày mai mốt con là vợ ảnh. Rồi cái đêm động phòng rồi cứ nhớ vụ dính đất rồi sao? Trời ơi, chết giết con rồi. Con nhỏ này. Nè, út ghẻ à. Ừ, bậy nữa. Bậy rồi. Lớn tuổi mà bậy 2-3 lần á, không được đâu. Mai là cũng không ai được ở đây chứ, thôi chết rồi. Người ta trắng trơn sạch đẹp vậy hết rồi, hết lâu rồi, út ghẻ hoài. Bây giờ đổi tên lâu rồi. Đổi tên gì? Út ngừng gãi. Mà không có còn nữa. Mày công nhận nha bác, nhắc đến cái vụ ghẻ lỡ của con á. Là cả một quá trình luôn nha. Hồi đó ai cũng nói chắc tại mày ở dơ nên mới ghẻ. Không phải đâu, tắm quá trời luôn á. Tắm một ngày 3-4 lần luôn á. Trời ơi, tắm riết mà nói thiệt luôn á. Nhìn mà con thấy nước là con muốn chết luôn á. Mày công nhận thiệt. Ở phải gặp phải phước chủ mai thầy. Lúc đó cái tự nhiên có một người. Chị, trời đất ơi, bác sao vậy nè bác? Trời ơi, sao bác lại ngắt vậy? Bác ơi, bác đừng làm con sợ. Có ai không? Có ai không là bác cứu giùm đi, có ai không? Bác ơi, bác ráng lên bác. Đi, con đưa bác đi bác sĩ, bác ráng lên bác ơi, bác đừng có sao nghe. Bác đừng làm con sợ nghe bác. Bác ơi, đi bác. Có ai không là bác cứu giùm đi. Bác nói gì đi bác đừng có nín. Bác thở đi, bác đừng có ngừng thở nghe. Bác mới còn gặp anh nữa, bác ơi, bác không được bỏ cuộc như vậy đâu. Có ai không cứu giùm đi. Từ ngày con bỏ mẹ đi, rời xa quê cũ, rời xa quê cũ. Mẹ chờ con.
chợ có mòn mỏi, sớm khuya lâu rồi. Sớm khuya lâu rồi, mẹ con đây, mẹ chờ con. Mẹ chờ con. Lòng mẹ đau như ai xé ai cào, khúc ca nghẹn ngào nhớ con. Có mẹ già nằm nghe nắng rồi ngày con trở về đây. Mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi còn đâu. Cháu mình cùng đi, con đưa bác đi tìm anh. Út Ghẻ ơi, anh là thằng con bất hiếu. Bất hiếu thì đúng, mất dạy nữa là đằng khác. Nhưng Út Ghẻ là sai. Tôi bây giờ tôi sạch đẹp rồi, anh cũng không nhận ra tôi mà. Tôi mới quậy anh tanh bành te tua hồi nãy đúng không? Em giả trang kỹ quá, anh nhận ông ra. Làm sao mà anh nhận ra được? Đến mẹ mình anh còn không nhớ thì tôi làm sao anh nhớ được? Tôi nói anh nghe, trên thế giới bây giờ, nếu chẳng may người ta mắc bệnh Covid và nặng không qua khỏi thì sẽ ra đi trong cô đơn lạnh lẽo không một người thân đưa tiễn. Ngài nhận về chỉ là hũ tro cốt mà thôi. Mẹ anh thì may mắn hơn nhiều, bác không bị bệnh đó, nhưng mà vẫn ra đi trong cô đơn lặng lẽ không một người thân đưa tiễn là sự hứa hẹn vô tâm của anh. Nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, tôi đã đưa bác gặp anh rồi, chuyện còn lại là của anh. Tạm biệt anh. Ca sĩ đứng đường đẹp trai hát hay mà nợ gặp đầu có tiền trả chưa? Dạ chị ơi, em nhiều chuyện chút xíu, tại em thấy chị hơi lạ lạ đó. Bộ chị bị ghẻ hay sao mà thấy ghê vậy? Tào lao, cái này là xăm, full body nè, không thấy hả?
Ồ, chị xăm phun ba đi. Vậy em tưởng chị bị ghẻ lỡ đây mình. Em xin lỗi, tại không phải. Em thật thà hồi đó dưới quê em bị ghẻ chưa chóc mài là nó y chang vậy luôn nè. Cái gốm dữ lắm thiệt á. Nào, không nói chuyện với con. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Nè, nè, chú em. Sao rồi? Có tiền trả cho chị chưa? Đang bỏ ống dình dụm. Trời, dành dụm mà nó yếu xìu cái kiểu này là không có là chứ gì. Chị ơi, cho em nhiều chuyện lần hai cho nhiều chuyện. Vì em nhiều chuyện, em chị, bộ ổng thiếu tiền chị hả? Thì đúng rồi. Ủa nhưng mà anh là ca sĩ, anh nhiều tiền, anh giàu lắm mà sao thiếu tiền hả chị? Trời ơi, ca sĩ đứng đường. Ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. Đứng đường hay ngoài đường cũng như nhau à. Có nổi tiếng đâu mà để được lên sân khấu chứ. Nhưng mà có mình ảnh thì ảnh sống chứ đâu có nuôi ai. Bộ ăn chơi hay này kia bê tha sao thiếu nợ dữ vậy chị? Không phải, để chị nói cho nghe nè. Cậu ta đó có lại nói chuyện với chị. Thưa ra đó là mẹ già dưới quê đang bị bệnh nặng, xin chị mượn tiền để gửi về quê để cho mẹ trị bệnh. Mà em biết mà, rồi cậu có nói á là cho em từ từ đi. Để em đi hát, em có tiền em gửi em trả lại cho chị. Mà em biết mà, cả 2 năm trời nay rồi, cái dịch Covid này nè, ca sĩ có hát được đâu mà để mà có tiền trả chứ. Chị ơi, vậy là anh thiếu tiền là do anh mượn tiền để gửi về cho mẹ anh trị bệnh hả chị? Đúng rồi. Tôi trách lầm anh rồi. Chị ơi, em trả tiền này cho chị, số tiền bao nhiêu chị nói đi, em chơi liền với chị luôn. Bây giờ nè, bây giờ chị muốn lấy cái gì chị lấy, chị tính ra. Anh, tôi có. Thì ra bấy lâu nay những đồng tiền anh gửi về, bác không có xài, bác không mua một viên thuốc nào uống hết. Bác đưa lại em và nói, chuyện bác gần đất xa trời là nay mai thôi, nhưng tương lai của anh còn vợ còn con nữa. Cha mẹ là như vậy đó, lúc nào cũng có thể thiếu thốn đói rách để cho con mình đầy đủ và no ấm. Tôi nghĩ trước sau tôi cũng là con dâu, tiền này chắc cũng của tôi cho nên tôi định giếm. Vì anh xảo mà vỗ tay chi vậy? Nhưng bây giờ chồng sắp cưới thiếu nợ rồi, tôi làm vậy rồi làm sao ông bà nào cho tôi tốt được. Tôi trả cho chị nè, tôi có bao nhiêu còn thiếu đủ nhiêu đó, để từ từ tôi làm gái tôi trả chứ giờ đâu có tiền. Anh không đọc nào hết trơn. Trả thiệt cho chị. Bá bán thân. Dạ. Trả thiệt cho chị. Dạ đúng rồi. Trời ơi, gì sao người ta nghèo mà người ta đối xử tốt với nhau như vậy? Dạ. Mà sao tôi giàu tôi ác, tôi không biết giúp đỡ ai hết trơn vậy nè. Giờ mới biết hả? Thôi, thôi được rồi em chị cho em hết hả? Chị xóa nợ chị cho em. Nè chị đừng làm cái này nợ, chị. Không sao lại đây nghe từ từ chị nói đã. Dạ. Cái này chị cho lại em nè. Hả? Chị cho lại, cầm đi, cho cầm lấy đi. À cho lấy à. Nợ, dạ. Lấy đi nè cái này chị cho em nữa nè, cứ cầm lấy từ từ đi nè cầm đi nè, chị cho nè nè cái nè, bây giờ cái về đi bán đi nha, đi bán đi, hễ mà giúp đỡ người ta ai cần nữa cho chị biết, nhớ chưa ha. Còn tôi sẽ về tôi ăn năn sám hối, tôi về tôi bán hết của cải tôi cho tiếp, có tiền để làm gì, có tiền để giúp đỡ, để chia sẻ để giúp đỡ mà thôi. Ủa chưa có ai chích mũi thứ tư không, lẽ mẹ này mẹ lén để chích. Nó bị overdose trời. Sao tự nhiên có của đang sư. Ngon vậy nè, bởi ở Phước có ở tốt, gặp tốt liền à. Tôi xin lỗi anh. Tôi biết rồi. Thì ra anh không dám về thăm vì anh sợ số tiền đó không đủ để gửi cho bác trị bệnh. Thôi đi về, về với tôi. Anh về quỳ bên mộ mẹ, xin mẹ tha thứ, dù gì mình cũng bất hiếu. Ngày mẹ chết cũng không gặp được mặt anh, tội nghiệp bác ấy lắm. Đi về đi, mai mốt cũng làm ca sĩ có con mẹ Mạnh Thường Quân rồi nè. Rồi mình làm MV, mình gửi vô trung tâm thiên nga. Mình hát là lên liền á, nha. Còn không lên thì mình lên tỉnh luôn. Đi, tôi đây, đi về với em, đi. Ngày con đi đồ giỡn trời ơi. Lòng mẹ thương. Đồ tôi mua có 10 mấy đồng ông nội ơi. Lòng mẹ. Ông kéo vô. Nó đứt một cái nó tuột hết trơn mấy ngàn. Cặp mắt nhìn rồi làm sao tôi sáng tỏi. Trên cái mạng xã hội. Đừng có khóc tôi đây. Đi khóc kế bên cảnh sát nó bắt tôi giờ ông nội. Nó tưởng là tôi
của anh luôn không á. Mẹ có tuyệt tình luôn á. Nhìn đi, cho nên chưa có chồng mà có thằng trai bị lớn à. Mệt ra chứ. Bác ơi, con dẫn bác ảnh về nè. Bác chờ anh nha. Bác chắc ở đầu đây bác cũng nhìn thấy đúng không bác? Anh không có bất hiểu đâu. Đừng có khóc nữa trời ơi trời à. Khóc hoài buông ra đi. Tức bây giờ đây nè. Thì khổ ghê luôn á. Quý vị để ý thấy không? Cô Kỳ Duyên khi mà cô ấy giới thiệu cái màn này thì mặt mũi cô ấy rất là hả hê. Là bởi vì cô ấy cứ ấm ức mãi là tôi hay nói xấu đàn bà. Mà cô ấy chỉ mượn có cái vở kịch này để mà cô ấy có thể trả được mối hận một phần nào. Thưa quý vị, chúng tôi không có nói nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị bước thẳng vào thế giới đàn bà. Mà trong đó có ba bà sẽ thi nhau mà tố khổ đàn ông chúng tôi. Đó là Trang Thanh Lan, Ái Vân và Hồng Đào. Anh Giai, này em đang thiếu tay, thế anh Giai có rảnh rỗi thì vào ngồi bàn cho em đủ tay tí. Cô ạ, cờ bạc ấy thì anh mê lắm. Thế nhưng thì... mà đến giờ rồi cô, đến giờ anh phải về cô. Về làm cái gì? Anh nấu cơm cô. Cái chuyện nấu cơm chuyện đàn bà mà lại. Không cô, vợ anh đi shopping về mà không có cơm nước sẵn thì đời anh nó khổ lắm. Thôi thì. Ồ. Vậy chúc, à? Chúc cô may mắn nhé. Vâng thôi. Để gặp lại cô sau. Vâng, chúc anh hạnh phúc nhưng trong mà, nấu nướng nha. Nhưng mà chuyện này cô giữ kín hộ. Vâng, em không bao giờ mà nói cho em kín mồm lắm. Ai hỏi em mới nói thôi. Em thôi nhất. Này, ai đấy hả? Hàng xóm gớm. Mặt mũi xinh xắn thế mà sợ vợ lắm. Vợ đã ới một tiếng là về xa vào lòng vợ ngay. Là ơi khôn đấy. Sao? Kính vợ đắc thọ mà lại. À thế à? Ừ. Mà này mấy giờ sao giờ các mợ chưa tới chứ đủ tay ghiền quá rồi. Ôi giời ơi, ôi giời, dân Việt Nam mình là chuyên môn chơi kiểu cờ giờ dây thun đó. Muốn thun thì thun, muốn giãn thì giãn, chán bó mẹ. Sao có cái bộ nào bài mới nào không? À đúng rồi, quên mất, rít quá. Đây có ngay. Đây lúc nào đi đâu mà chả mang theo vài bộ bài, thấy đấy, chưa, cứng cửa chưa? Đấy, này, tứ sắc á, chơi vài chén nhão mẹ rồi, phải có bài mới đánh nó mới sướng tay. Đúng rồi, thôi dẹp cái này đi. Dẹp cái đấy đi. Ôi trời ơi. Đủ chơi đủ tay chưa mấy chị? Hôm nay làm cái gì mà tích nít co lo thế hả? Kêu em tới đây chi vậy? Đánh tứ sắc này. Trời ơi, đủ bốn màu tứ sắc thì mình em muốn gì nữa. Cô thông minh thật đấy. Cô mặc cái đồ này á, giao thông nó phải cảm ơn cô đấy. Sao vậy chị? Hay màu sắc thế này đi giữa trưa nắng, bố xe nào nó dám đụng. Vậy hả? Ừ. À này này, nhưng mà con gái chưa chồng gì mà đi cái dề dề già già như đàn bà chửa là thế nào hứ? Thôi mẹ quá, tướng thế mà bảo chưa chồng, ít nhất là 2-3 lửa rồi. Ừ. Này, nhão quá rồi đấy nhá. Đấy, da thịt cứ mềm như bánh da lợn mà suốt ngày cứ gào trái tim còn chinh, trái tim còn chinh. Mấy chị này kỳ ghê vậy nha. Người ta con gái mà nói vậy mất chuyện của người ta hết sao? Okay. Tại mấy chị hên á hả? Không hên gặp mấy anh cha xúc tay gãy gọng bắt bù lạch ăn á. Giờ này là ế chổng mông kêu trời đó à. Thì tôi đã bảo rồi mà. Đàn ông thằng cha nào chả mắt bộ lệnh nó ăn. Đàn ông mà sáng mắt chả thằng nào nó dám lấy vợ. Này, tôi nói cho bà nghe bà nói thế nào chứ. Cái lão chồng nhà tôi á, trước khi lấy tôi á thì mắt tinh như mắt cú vọ á. Thế à? Thế mà lấy nhau có nửa tháng rồi tự nhiên về cái tự nhiên dở trứng thành quáng gà mẹ rồi. Thế có điên không? Thế là còn may nhá. Chồng em rước em về mỗi con tuần mù mẹ rồi. Thế thì còn nước non gì nữa. Thôi mấy chị ơi, phần số của mấy ổng á trời định vậy rồi. Em nói thiệt á, giày dép còn có số nói chị con người. Đúng rồi, nói số kiếp tôi mới biết nha. Nghiệm ra cái số phận phụ nữ chị em mình á là bổn phận là cứ nằm nhà ăn hưởng. Đúng. Đúng rồi, bổn phận của đàn ông là phải đi cày kiếm tiền. Ừ. Còn bổn phận đàn bà chúng mình á, ừ, là chỉ việc nằm phơi ra ở nhà xài tiền xỏ lóng. Đúng rồi, đúng chưa? Nhưng mà này tôi nhắc nhá, cô nằm bình thường thôi, xài tiền được rồi, nằm phơi nó đen da uổng. Em mới thẹt á hả? Này, thôi, bài bạc không có đủ tay chán, qua đây nói chuyện đời mau lên. Nói thiệt với mấy chị hả? Mấy chị ỷ có chồng lo rồi ăn hưởng làm em phát thèm mà. Cô quay vòng tôi coi thế nào. Quay vòng xem nào.
Trời đất ơi, mông tròn má trịa thế mà chả thằng nào sờ vào. Sexy nhé. Mấy chục năm rồi. Nhưng mà này, cái gì? Thanh niên bây giờ nó khôn chán ra. Sao? Trước tiên là nó phải hưởng cái đã, rồi nó mới tính cái chuyện nào. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chỉ nhăm nhăm như là nó khui cái khạp để nó tới quan thôi. Đúng. Cái chị này nói kỳ ghê nha. Em cũng đẹp lắm chứ bộ. Nó phải tại ế chồng đâu. Tại em tuổi dần cao số đó. Thế à? Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Ê, cái gì kêu? Cái gì kêu 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 đấy? Cái gì kêu? Trời ơi, biết bao kêu. À, thế à? Hay chưa? Đâu phải ế đâu. Nó tự thằng ghép em đó. Trời ơi, nó kêu em đó. Đợi em chút ha. Dài kiếm rồi đấy. Đấy, đấy. Thấy không, em nói em đâu có ế đâu à. Thiệt chị à. Mặt đẹp muốn chết mà ế sao được. Dài lỗi chị à. Đợi anh chút ha. Hello. Dài. Honey nó hỏ. Trông cái mỏ này. Đi nha. Trời ơi. Mới về cái kêu người ta liền hò. Hả? Cái gì? Ok, bye. Này, gì đấy, gì mà mặt ủ mày trâu thế, cái gì đấy? Thằng kép em. Nó làm sao? Nó Việt Nam nó mới về. Ừ, rồi làm sao? Nó nói tổ chức đám cưới. Này, tới luôn đi tổ chức đám cưới tôi, bà này làm phù dâu cho. Không, chồng con rồi phù dâu thế nào được. Ủa thế à? Ừ. Nó có cưới em đâu phù dâu. Sao? Nó cưới con khác cái bộ. Thế là sở khanh rồi. Chết rồi, thế sao không hỏi cho ra nhẽ? Ừ. Có chứ. Cái gì? Mỗi lần em hỏi tới nó đó. Ừ. Cái nó ngâm thơ. Ừ, thơ sao? Thế hả? Nó ngâm sao biết không? Sao? Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở. Chứ cưới em về anh tắt thở em ơi. Thôi đừng khóc nữa, đánh bài mà khóc là xui lắm đấy. Bởi thế cho nên tôi nói là đàn ông trăm người như một nhá. Ừ. Cái lúc ngày xưa khi mà nó tán tỉnh mình, nó chưa cưới được mình, suốt ngày đi nó gào thét bên tai mình, cuộc đời anh không thể nào sống mà thiếu em được. Đúng rồi. Đến khi nó cưới mình về nhà rồi, mình đẻ tòm tòm cho nó 5-3 đứa con, nó trở mặt ngay, nó bảo là cuộc đời của anh không thể nào sống mà có em được. Thế thì chồng bà như thế là vứt đi rồi. Thằng ông nó khốn nạn vậy đó chị ơi. Ừ. Còn chồng tôi á, lúc nào nó cũng đeo tôi cứng lắm. Cái gì? Hả? Ông nhà cứng lắm à? Cái gì cứng? Không, tôi bảo là ông nhà cứng rắn lắm à. Nói cho rõ ràng. Không, tôi nói là ông chồng tôi đeo tôi cứng ngắc, không rời tôi nửa bước. Thế thì sướng quá rồi. Sướng cái mẹ gì? Chứ sao? Giả bộ thế thôi. Chứ còn sảnh ra mình vừa mới ra đầu đường đổ xăng một cái, quay lại là mất sườn nó cả người lẫn xe rồi. Nó đi đâu? Nó đi đâu? Đi đâu điều tra liền. Thì mình hỏi thì nó nói là trong lúc em đi vắng, ừ, anh ở nhà anh cô đơn quá, cho nên anh phải giải khuây bằng cách anh đi đi ôm. Thôi chết rồi trời. Thôi, lại... thôi chết rồi. Thằng chồng chị nó đi ôm gái đó, nó phản bội chị rồi. Đấy, nó dở mặt chưa? Đấy. Cho nên là sau khi lấy chồng rồi tôi mới nghiệm cái câu này đúng chứ. Cái câu hôn nhân là mồ chôn ái tình. Đúng. Ừ. Sao con sao? Còn kép của cô thì em như thế nào? Em hả? Ừ. Trời ơi, thằng kép em á, chị là vợ chồng rồi á, chả có đối đãi gì tàn nhẫn, không có nói. Ừ. Cái này thằng kép em hả, nó mới có quen em hả. Ừ. Mà lâu lâu nó mới dẫn em đi ăn bí già một lần. Mà lần nào nó cũng biểu em lấy cúp bồng theo hết trơn á. Mà mua size xì mo nha em. Thế là cô gặp phải hạng chùm so rồi đấy. Candy man, cái thằng cha kẹo. Kẹo kéo, kẹo mạch nha. Thôi, nói đi thì phải nói lại. Nhiều khi nó kẹo nó dành dụng cho mình. Nhiều khi á, tôi cũng thương chồng tôi lắm nhá. Thế thì tốt. Ngày xưa khi mà nó chưa cưới tôi, nó tán tỉnh tôi. Ôi giời, nó đẹp trai lắm, tóc tai nó bồng bềnh, đẹp trai như Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ê, đừng nói. Anh không, thần tượng của tôi đấy. À thế à? Ừ. Không, nhưng mà chồng tôi trẻ hơn Nguyễn Ngọc Ngạn nhiều. À thế à? Ừ, ừ đấy. Cái thế sau khi mà nó lấy tôi được vài ba năm về, thì bây giờ các bà biết sao không? Nó thuộc cái loại người nghĩa là rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng. Thế là thế nào? Ờ hay, chán nó lên thế đây, rửa mặt chả lâu à, còn tóc có tí sau gội đầu chả chóng à. Ôi giời ơi, thế thì nói hói thì nói hói, hói thẳng ra việc gì mà phải xí diện hao. Em thấy tội nghiệp ảnh đó nha. Ảnh cài ảnh hói đầu ảnh nuôi chị mà chị không muốn nữa hả? Thì lắm khi thì mình cũng thương. Thế còn bà sao, chồng đối xử sao? Chồng tôi thì hết ý nhá. Ga lăng cực kỳ. À thế à? Ừ. Cái hôm sinh nhật tôi á, ừ, thì ông vác về cho tôi một cái hộp đẹp ghê lắm. Ừ. Thế mình cảm động quá. Ừ. Mình mới mở từ từ thôi, đâu có vội đâu. Đấy. Này, tập trung nghe người ta nói nghe chuyện. Người ta kể chuyện chồng ta đây này. Ừ. Từ từ cái gì? Mình mở cái hộp ra một cái thì mở cái hộp ra ngã ngửa người ra luôn. Để tặng cái gì? Cái gì? Sư bố đó. Hả? Tặng mình hộp thuốc ngừa thai mới đau chứ.
vậy là đẻ dữ lắm ha. Đây, tướng này nhạy lắm phải không? Bước sang đầu giường cái chửa bố rồi gì? Nói nào, chú cay đẻ lâu rồi tịt rồi. Thế à? Ừ. Cô em sao? Em nói thiệt với mấy chị hả? Sinh nhật mấy chị mới trả tặng ngừa thai em còn đỡ à. Ừ. Còn em hả? Sinh nhật em chả đâu có cho em gì đâu à. Chị biết không, mà sinh nhật có thằng chả đó hả, em phải đi mua cho anh chả một hộp underwear. Ôi trời ơi, lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Trời ơi, không chẳng những underwear hả, mà ở trên này hả, còn để một trái tim bự như nè. Màu đỏ hả, để chữ I love you. Thế là cô mê trai rồi. Ừ. Em công nhận em mê trai chứ em đâu có chối đâu à. À nhưng mà thế nào, cuối cùng thì nó có mặc thử hay không? Ừ. Phải nó mặc thử nói gì? Trời ơi, nó biểu em đưa receipt. Để làm gì vậy? Để nó trả, để nó lấy tiền chứ chi mấy chị khờ ghê vậy nha. Thế là cô lại gặp phải cái hàng vắt cổ chày ra nước rồi đấy. Đúng rồi. Bởi thế càng nói tôi càng tức nhá. Chồng tôi có lúc mà khi mà tán tỉnh tôi, suốt ngày bắt tôi hát cho nghe. À, thế hả? Mà khen tôi là giọng ca truyền nhiễm cơ. À, cái gì, cái gì? À không, truyền cảm. Truyền cảm. Nói cho rõ, không tệ lại tưởng là bệnh AIDS. Không, truyền cảm. Á, khẩu có gì à? Bà đây, các bà nghe tôi hát chưa? Chưa. Toàn đánh bài đâu có bao giờ nghe hát bao giờ đâu. Nữ hoàng karaoke là tôi. Vậy hả? Hát vô cùng đây nhá. À, tôi có cái bài này, bài tủ của tôi. À. Cái bài gọi là Ờ, tôi nhớ rồi, bắt đầu nhá. Nốt. Cao quá, xuống xuống tí. Nốt. Nốt gì? Nốt gì? Nuốt nuốt, I got it. Nuốt lệ nhìn theo một chiếc xe phong. Anh ơi tôi đã... Thôi thôi đủ rồi, thôi ở chỗ đó là đúng lắm rồi. Cái gì? Đủ rồi. Kinh quá. Ồ, quá trời là hay. Khủng khiếp. Hay thật à? Ừ. Hay đến nỗi anh bỏ anh đi luôn. Ừ. Hay thiệt. Em báo chị biết quá. Hả? Hát là đồ bỏ. Thế hả? Em nói thiệt chị hả? Ngâm thơ trời. Bắt phần ái dân đi chơi. Vậy hả? Ngâm ngay cho anh tôi mới sợ. Vô ngâm vừa diễn hả? Ừ. Ái dân thấy là hết hồn liền. Rồi. Làm luôn, làm ngâm luôn nha. Ừ. Thoa trời đất nổi cơn gió bụi thách má hồng. Xì tốp, xì tốp, xì tốp, xì tốp, xì tốp. Sao chị hay quá phải không? Cô ngâm như thế thì thành ngâm giấm rồi còn gì nữa. Chua quá. Đi đâu chị? Tôi vô tôi mở tí hít, cô ngâm tôi sốt dép đây này. Vậy em biết rồi. Gì? Em biết lý do kép em nó bỏ em rồi. Ờ. Sao thế? Nó sợ bệnh sốt rét cái gì? Chắc vậy. Cô biết không, giọng ca của cô là giọng ngâm của cô là giọng ngâm phải mở hít là giọng ngâm tốn điện. Có thế thôi, vì thế nó bỏ đấy. Rồi còn chị thì sao? Còn bà hả? Sao? Có năng khiếu vặt nghệ gì không? Mình á hả? Ừ. Mình thì là mình phải chơi cao cấp hơn. Ừ. Mình hát duo. Hát xích đu à? Hả? Xích đu che dù hả? Khổ quá, duo dịch các tiếng ta là hát song ca. À, chưa? À, hai người. Ừ. Hát hai người vậy. Mà hồi đó đến giờ là cái bài mà bài chồng mình thích nhất là cái bài tủ của mình á, là có tựa đề là Đừng xa em đêm nay. Ôi, lạnh lùng. Mê ly quá. Trời ơi, mà biết không, cái gì? Thằng chồng mình á, nó có máu thưởng thức văn nghệ thế lắm. Hay quá. Biết thưởng thức văn nghệ lắm. Mỗi lần mình hát là cha ngồi dưới rung đùi. Ừ. Nói là em có một giọng ca ăn khách hết sảy. Thế thì hát hay lắm à? Chứ sao nữa. Ôi giời. Mình đang sương sướng mũi nở tưng bừng lên. Ừ. Thằng cha buộc thẳng vào mặt mình á. Sao? Tức là giọng ca của em á là ăn hết mẹ nó cả khách rồi, không còn thằng nào hết. Chết rồi. Thế nó chửi bà đấy. Chứ sao nữa. Chơi chữ. Nó thâm quá, chồng thâm quá. Nó chửi thẳng vào mặt mình. Vì thế cho nên từ đấy giờ là mình cứ lấy độc mình trị độc. Ừ. Sao chị? Mỗi lần mình nói cái gì mà thằng cha mở miệng ra định cãi là mình hát toáng lên, hát hồn nhiên, thoải mái, vô tư, ồn ào và náo nhiệt. Đúng. Đúng. Cứ gào mặt chúng nó cầm mồm ngay. Đúng. Cứ mở cửa ra là ngâm thơ nha em là chắc ăn liền. Đấy. Bởi thế tôi nói với các cô thế này, đàn ông đấy mà nó gạt vợ gạt con giờ nào nó gạt ngay. Nó vua ăn gian mà lại. Đây nha, chồng tôi suốt ngày mặc đồ thể thao xách xe đi mất. Anh thể thao anh đi chơi có gì đâu rồi chị cằn nhằn. Có cái gì đâu mà phải nói. Chồng nó có khỏe mạnh thì cái chuyện đấy nó hạnh phúc chứ lì. Ôi giời ơi, thể thao hạnh phúc được cái chuyện đó thì phước 70 đời nhà tôi đấy. Còn đằng này à, nó mặc đồ thể thao nó đi nhậu. Ơi đây này này, các bà thì biết tướng chồng tôi rồi chứ gì. Ừ, biết. Suốt ngày mẹ cứ tung tăng với quần đùi, hai cái bắp chân thì như hai trái dưa leo. Tướng xì ke mà cứ giả dạng xì po, tôi chán lắm. Trời ơi, đúng thật. Nó thiệt cái chị á hả? Coi thằng kép em nó vô duyên lắm chị ơi. Sao? Sao? Cái mỗi lần mà em đi vô nhà đó, cái nó thấy em mở cửa ra, cái nó nhảy lên sofa, nó nằm cái bắt em hút. À, hút cái gì đấy? Hút gì? Hút bụi. Ôi. Nó bắt em hút tới, hút lui, hút xuôi, hút ngược vậy đó. Ừ, còn nó nằm nó phè sofa, nó hút thuốc,
mà nó nhổ râu nữa. Nhưng nó âm mưu gì chị ơi? Đúng rồi, nó âm mưu nó bỏ cô đấy chứ còn gì vậy nữa. Vậy sao? Yeah, you got it. See, ai thớ vô ai tuổi dần ai cao số mà. Rồi làm sao? Mà có bắt nó bỏ rồi, thuốc rồi, không? Thuốc lá nguy hiểm lắm. Có chứ, em có bắt nó bỏ chứ. Mà chị biết sao không? Sao? Nên ấy à, hồi đó đó chị biết không, một gói thuốc đó nó hút với 2-3 người. Ừ. Còn bây giờ á, một gói hả, nó bỏ 2-3 người kia ra, nó hút mình nó à. Thế là thành ống khói rồi còn gì nữa. Cô nhẹ dạ quá. Tôi thì cứng rắn vô cùng. Chồng tôi hút thuốc, tôi bảo bỏ. Chồng tôi bảo bỏ từ từ. Tôi nói không, bỏ luôn, bỏ hẳn. Ừ. Rồi bỏ sao, không? Nó có bỏ không? Bỏ chứ, nhưng mà nó bỏ nhà nó đi luôn. Thế thì cũng bằng không. Thế bởi vậy bực mình lắm cô. Em nói thiệt cái chị hả, đàn ông mà vậy hả, cho cút xéo đi. Ở nhà thấy ghét lắm kìa. Đúng rồi, cút đi. Cứ sống chung mình bài bạc tí tỉnh, nó mặt lưng mày vực tôi khó chịu lắm. Thế là chồng bà lại rút đi rồi. Sao? Còn thằng chồng tôi á, nhún như con chi chi. À, à thế à. Tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không bao giờ dám biết ghen là cái gì nhá. Hiền thế à. Chứ sao nữa. Có thương yêu gì đâu mà ghen. Này, cô chưa chồng đừng có nói chuyện tâm lý đàn ông nhá. Ừ. À, có biết không, thương yêu hay không, chỉ những cái lúc nào mà mình ốm đau bệnh hoạn thì mình biết được. Đúng rồi. Cái lần đó tôi bị phải gió mất 2-3 ngày. Bà phải gió à? À. Đúng gió. À, à phải cảm. À phải mà cảm, quên. Nói cho rõ ràng. Phải cảm mất 2-3 ngày. Cái tự nhiên thằng trai mặt xanh lên vàng lên. Ừ. Chạy đôn, chạy đáo, chạy xuôi, chạy ngược. Ừ. Đúng không? Cái... đi kiếm bác sĩ phải không? Đúng rồi, tốt quá thầy, tốt quá. Không phải, nó đi mua lai su răng. Bà ơi bà, trúng gió thì tìm bác sĩ, tìm nha sĩ sâu răng làm gì? Chị bị sâu răng hả? Khổ quá, không biết gì cả. Lai sâu răng tức là bảo hiểm nhân thọ ấy mà. À. Thấy chưa, nó thương mình chưa? Em biết rồi. Cái thằng cha chồng chị hả là nham hiểm lắm. Thằng chả mà yêu sâu răng á hả, để khi nào mà chị chết đó, thằng chả lấy cái tiền đó hả, chả đi cưới con khác đó. Thằng cha này ghê lắm chị ơi. Chồng bà thâm quá. Thâm cung bí sử. Thế mà mày ngu mày không nghĩ ra nhỉ. Bởi thế tôi mới nói thế với các bà thế này, chúng ta phải tìm biện pháp để trừng trị mấy ông đấy. Đúng. Như tôi nhá, chồng tôi đi đâu về mà tôi thấy khả nghi nhá, sức cùng lực kiệt nhá, tôi thử ngay. Thử mà, thử sao chạy? Thử cách nào, thử cách nào hả? Tôi đẩy vô phòng. Dạ. Tôi đóng cửa lại. Ừ. Tôi xô lên giường. Ừ. Tôi nói sao, nói sao? À, cái gì ngồi ra chỗ này. Ô hay, chuyện chăn gối vợ chồng ta bắt được phun phèo phèo à? Ừ. Thì cứ nói nổi chừng làm cho tao hồi hộp. Làm thì tôi mắc cỡ. Nhưng mà việc gì phải thử cách ấy chứ sao? Học cách tôi đây này. Cách sao? Sao chị? Cái lần đấy nhá, tự nhiên một hôm đang lười biếng như thế, ừ, mà lại dở quẻ đi hút bụi đi lo lăng xăng trong nhà. Ừ. Xong một hồi cái chụp lấy cái phone len lén ra góc nhà thủ thì một hồi. Ừ. Tôi vẫn không nói gì. Ừ. Tôi cứ để yên xem sao. Ừ. Một lúc sau lão cúp phone chạy vào nhà hớt hơ hớt hải thay đồ, xách bộ đồ tennis đi mất. Ừ. Tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Ừ. Đến hồi trở về, mặt mũi bơ phở, tóc tai dựng ngược lên. Ừ. Cái tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Con mẹ này máu lạnh, máu rắn đấy. Ừ. Thế xong rồi tôi chỉ thả nhẹ một câu thôi. Sao? Tôi thử. Mình à, mình chịu khó mình chạy exercise với em một vòng đi mình. Thế có chạy nổi không? Thế chạy nổi không? Chạy thì chó nào được. Rồi, thế làm sao? Bà quyết định làm sao? Điều tra. Ừ, thế là ba máu sáu cơn bà mới nổi lên. Ừ, ừ. Bà mới đánh cho một trận tím mày. Chị, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng tôi không phải chồng bà. Đúng rồi, nhưng mà tại vì lúc đó cái máu hắt nó lên đến tận cổ này này, biết chưa? Bình tĩnh, nghe tôi hỏi đây. Ừ. Thế bây giờ bà có điều tra ra là nó đi hiến dâng sức khỏe cho con nào không? Yeah. Tôi xin lỗi nha, tôi hét bà ngay đấy. Tôi xin lỗi. May I hit you? Đúng rồi. Khổ quá. Nhưng mà nó không đi với con nào hết. Nó không đi với con nào, vậy nó đi với thằng nào? Nó bóng gió à? Bên đây hả? Khổ quá, nó đi đánh tennis thật mới tức chứ. Trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Điên cả người. Thế thì bà đánh oan chồng rồi, ác quá. Con mẹ này ác phụ quá hà. Không thì mình cũng biết là mình lỡ tay dã man vô nhân đạo. Ừ. Nhưng mà dù sao chăng nữa cái chủ trương của tôi á. Sao? Là thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Yeah, you got it. See, I told you. Bởi thế cho nên tôi nói tóm lại đấy, muốn trừng trị đàn ông chúng ta phải hết sức tàn nhẫn. Đúng. Đúng. Có hôm tôi bực mình thằng chồng tôi quá, tôi mới nghĩ thế này, bỏ đi thì dại mà ở lại thì còn ngu hơn. Thế bà làm thế nào? Cuối cùng tôi quyết định ra đi. Sao vậy? Nhà chị ở mắc gì chị đây? Thì tôi đi rồi tôi nghĩ tôi càng tức hơn. Tôi mới nghĩ cách trả thù nó một cách khủng khiếp, kinh dị, kinh khủng khiếp bằng một cách khác. Cách gì? Cách nào? Tôi trở về nhà tôi ngồi phẹt trên giường.
thế là mê dai rồi còn gì nữa. Ngồi không đâu, ngồi giường. Các bà dở quá. Tôi nói các bà nghe này, cái cách hay nhất để trừng trị đàn ông đó là chúng ta cứ bám chặt lấy chúng nó, trời gầm không nhả, mình ôm chúng nó suốt đời coi như tù chung thân rồi. Đúng rồi, you get it, see?